Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 316, theo dòng thời gian. Trương Duệ Dung cười nói, Trương Dương đã thay mặt phòng chiêu thương giữ tôi ở lại rồi. Thường Lăng Phong dừng lại một lúc, tôi không phải đại diện cho phòng chiêu thương. Không đại diện cho phòng chiêu thương tức là đại diện cho anh ta rồi. Câu này của Thường Lăng Phong thật sự là nỗ lực lắm mới nói được. Ánh mắt của Trương Duệ Dung sáng lên, nhưng ngay lập tức lại biết mất như sao băng trên trời. Trên đôi môi cô nở một nụ cười dịu dàng, tôi không hợp ở lại đây, nếu cứ miễn cưỡng ở lại, chỉ gây thêm nhiều phiền phức hơn cho mọi người thôi. Lần này tôi đi rồi, cũng không phải là tôi cắt đứt quan hệ với Giang Thành, về sau tôi sẽ còn quay lại mà. Câu này của cô làm cho Thường Lăng Phong thêm chút hy vọng. Chiếc xe dừng bánh ở bãi đỗ xe của bến tàu hỏa, bên ngoài lất phất mưa bay, Trương Duệ Dung nhẹ nhàng nói, tôi xuống xe đây, anh không phải tiễn nữa, trời mưa tiễn người đi rất buồn. Thường Lăng Phong cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy không nỡ rời xa. Trương Duệ Dung đẩy cửa xuống xe, phát hiện thấy Thường Lăng Phong đã cầm ô chạy ra, che mưa cho cô, trong lòng cô chợt ấm áp, lúc này mới cảm thấy rằng, Giang Thành cũng có thứ làm cho cô lưu luyến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thường Lăng Phong để tránh mưa rơi vào người cô ấy, cố gắng đẩy ô về phía cô, nửa thân người anh đã bị mưa thấm ướt, Trương Duệ Dung nói, đừng chỉ che cho tôi, người anh đều ướt cả rồi kìa. Thường Lăng Phong nói, cô còn phải đi xa, tôi về nhà là thay đồ được rồi. Trương Duệ Dung thấy anh ấy nói vậy, chỉ có thể để kệ anh ta. Hai người sánh vai bước trong cơn mưa, họ đều muốn nói điều gì đó, nhưng giờ lại biết nói gì đây. Đến trước phòng chờ, Trương Duệ Dung nhìn Thường Lăng Phong nói, tôi đi đây. Thường Lăng Phong gật đầu, về sau có cơ hội, về đây nhé. Trương Duệ Dung cười nói, tất nhiên rồi, nếu như anh đến Bắc Kinh, cũng phải liên lạc với tôi đấy. Trong lòng cô thì lại hiểu, lần này cô đến Bắc Kinh không biết sẽ bị phái đi đến nơi nào, theo tình hình hiện nay của cô, có đến 8 phần sẽ bị phái đến Hồng Kông. Trương Duệ Dung tạm biệt lần nữa, đừng tiễn nữa. Thường Lăng Phong dừng bước, thấy Trương Duệ Dung chậm chậm đi vào phòng chờ. Trương Duệ Dung bước vài bước, quay đầu nhìn lại, thấy Thường Lăng Phong vẫn đứng ở cửa, cô cắn môi, cố nở một nụ cười, vẫy vẫy tay, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên. Trương Duệ Dung nhấc điện thoại, bên đầu kia là tiếng nói ấm áp của đàn ông, Trương Duệ Dung, tôi là cục trưởng tứ cục hình Triều Huy, theo quyết định sau nghiên cứu của chúng tôi, tạm thời cô ở lại Giang Thành. Thường Lăng Phong buồn bã khởi động xe, cửa xe bị gõ nhẹ nhẹ, gương mặt bị mưa làm ướt của Trương Duệ Dung hiện ra trước mặt anh ta. Thường Lăng Phong vừa mừng vừa ngạc nhiên, Tiểu Trương. Tiểu Trương khổ sở nói, công việc của Bắc Kinh đi tong rồi, chủ nhiệm Thường, phòng chiêu thương còn chỗ cho tôi không? Thường Lăng Phong gật mạnh đầu, chỉ cần tôi ở đó, vị trí luôn luôn chờ cô. Trương Dương đã nhận được điện thoại của hình Triệu Huy từ lâu, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là lợi cho Thường Lăng Phong rồi, tiểu tử này đã giữ được người trong mộng như mơ ước, sau đó hắn nghĩ rằng, quốc an vẫn chưa an tâm về hắn ta, vẫn thầm dính lấy hắn, mặc dù hình Triệu Huy đã nói rõ ràng rằng, việc này không có liên quan gì đến anh, nhưng Trương Đại Quan tin anh ta mới là kỳ. Phòng chiêu thương có Trương Duệ Dung hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng giờ đây Trương Duệ Dung về, điều này làm cho Trương Đại Quan ít nhiều cảm thấy khó xử. Dù sao thì nha đầu này cũng đã tát Tiêu Quế Đường, trước mắt Tiêu Quế Đường vẫn đang nghỉ phép, Trương Duệ Dung đường hoàng quay về, đồng nghĩa với việc lại tát cho Tiêu Quế Đường một cái nữa. Lần này không phải là người khác đánh, mà lại là Trương Đại Quan, Trương Dương nhìn Thường Lăng Phong, cười đau khổ nói, sao anh toàn đưa tôi bài toán khó vậy? Trương Duệ Dung nghĩ rằng phòng chiêu thương là cái nhà nghỉ sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thường Lăng Phong nói, anh cũng biết đấy, dù sao thì anh không để cô ấy về, tôi cũng không làm nữa đâu. Trương Dương trừng mắt, Thường Lăng Phong à Thường Lăng Phong, không ngờ anh dám uy hiếp tôi. Thường Lăng Phong cười nói, yêu cầu lần này của tôi cũng không quá đáng mà, hơn nữa, Tiêu Quế Đường bị anh đẩy đến bước này rồi, anh còn định để ông ta quay lại. Trương Dương nói, tôi muốn ông ấy yên tâm dưỡng lão ở nhà, để ông ta quay lại, chẳng phải là gây phiền phức cho chính tôi hay sao? Hắn nghĩ một lúc rồi nói, để Trương Duệ Dung nghỉ phép vài bữa đã, giờ để cô ấy đi làm chẳng khác nào khiêu chiến công khai, khó khăn lắm mới áp chế được chuyện này xuống, tạm thời tôi không muốn gây ra chuyện gì nữa. Thường Lăng Phong nói, anh suy nghĩ càng ngày càng thấu đáo rồi đó. Trương Dương nói, anh đừng có nịnh tôi nữa, muốn làm cho tôi choáng váng, sau đó cho người tình bé nhỏ của anh về phòng chiêu thương phải không? Thường Lăng Phong cười ngượng ngập, tôi phải đi làm việc, cáo từ anh nhé. Tình hình của Tần Hoan ngày càng tốt hơn,
cơ thể của cậu bé có tốc độ hồi phục làm người ta đáng ngạc nhiên. Khi Trương Dương nhìn cậu bé, Tần Manh Manh, Từ Lập Hoa đều ở bên cạnh cậu, ba người đang đánh bài. Thấy Trương Dương bước vào, Tần Hoan mừng rỡ gọi một tiếng cha. Trương Dương cười nói, được đấy, đã chơi được rồi à, ai thắng rồi thế? Hồ Nhân Như nói, Tiểu Hoan. Mặc dù Tần Hoan còn nhỏ, nhưng rất hiểu biết, mọi người đều nhường con, vì thế lần nào cũng thắng cả. Tần Manh Manh đưa ghế của mình cho Trương Dương cũng không khách sáo với cô ta, ngồi xuống nói, Yên Nhiên lại gọi điện thoại sang, bên bệnh viện phục hồi chức năng đã liên hệ xong rồi. Tần Manh Manh gật đầu nói, thủ tục xuất ngữ lần này tôi đã làm xong rồi, có thể còn phải về Bắc Kinh một chuyến nữa. Cùng với sự hồi phục của Tần Hoan, cảm xúc của Tần Manh Manh ngày càng bình tĩnh hơn, có thể thấy rằng giờ đây tinh thần của cô rất tốt. Trương Dương nói với mẹ, mẹ, Yên Nhiên cũng mời mẹ qua đó chơi. Từ Lập Hoa lắc đầu nói, mẹ không đi đâu, mẹ có biết gì đâu. Một câu tiếng Anh cũng không biết nói, mẹ qua đó làm gì. Tần Manh Manh nói, cô à, cùng đi với chúng cháu đi, làm bạn với cháu, Tiểu Hoan dính lấy cô thế này. Tần Hoan nói, bà nhất định phải đi đấy. Từ Lập Hoa cười ôm lấy mặt của Tần Hoan, được, được, được. Mặc dù trên miệng bà thì đồng ý, nhưng trong lòng lại nhớ đến Xuân Dương, từ lúc đến đây chăm lo cho Tần Hoan, bà vẫn chưa về Xuân Dương. Trương Dương nghe nói mẹ mình nhớ nhà rồi, chuẩn bị thứ bảy đưa bà về. Từ Lập Hoa và Tần Manh Manh rất hợp nhau, những ngày này, thông qua nút thắt là Tần Hoan, giữa họ đã nảy sinh tình cảm như mẹ con vậy. Từ Lập Hoa đề ra nhận Tần Manh Manh làm con nuôi, trong lòng Tần Manh Manh rất cảm ơn cả nhà Trương Dương, đang không muốn báo đáp họ thế nào, nay nhận Từ Lập Hoa làm mẹ nuôi, về sau có thể hiếu thuận với người ta rồi. Từ Lập Hoa nói với Trương Dương việc mình nhận Từ Manh Manh làm con nuôi, Trương Dương cũng rất vui, lúc đó hắn mới biết tuổi của Tần Manh Manh. Tần Manh Manh bằng tuổi hắn, còn kém hắn một tháng, cũng có nghĩa là mới 22 tuổi, nói vậy, lúc cô ta có thai Tần Hoan mới 16 tuổi. Tần Hoan nghe thấy bà muốn về Xuân Dương, cũng muốn về cùng, Trương Dương nói, con không được, phải đợi cơ thể ổn định hơn chút nữa, bà con chỉ về đó ở mấy ngày thôi, tuần sau lại lên đây. Lúc này, Thường Hải Thiên gọi điện đến, hóa ra là em của anh ta Thường Hải Long, em gái ông ta Thường Hải Tâm từ Arashiyama đến, lần này hai người đến Giang Thành để xem tình hình phát triển của anh mình ở Giang Thành ra sao, có thích ứng được với môi trường làm việc này không, thật ra cũng là ý của cha anh ta Thường Tụng. Quan hệ của Trương Dương và anh chị em nhà Thường gia rất tốt, nghe nói họ đến, ngay lập tức đề xuất mời khách. Thường Hải Thiên nói với hắn, khách sạn đã đặt xong rồi, chính là ở Thủy Thượng Nhân gia, buổi tối Trương Dương đến đúng giờ là được rồi. Trương Dương cụp điện thoại, thấy thời gian đã là hơn 2 giờ chiều rồi, đã nên đi, hắn nói với mẹ và Hồ Như Nhân một tiếng, khi rời đi, Tần Manh Manh tiễn hắn ra cửa. Trương Dương thấy được Tần Manh Manh có vài lời muốn nói riêng với hắn. Cùng Tần Manh Manh đến vườn hoa trong bệnh viện, hai người tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Tần Manh Manh nói, Trương Dương, tuần sau tôi về Bắc Kinh một chuyến, phiền anh chăm sóc cho Tiểu Hoan. Trương Dương cười nói, cô gọi tôi là Trương Dương lần nữa tôi sẽ không thưa đâu đấy, cô là em nuôi tôi, phải có dáng điệu của một đứa em gái chứ. Mặt Tần Manh Manh chợt nóng, việc nhân gian thật là khó lường, có lẽ Trương Dương thật sự là quý nhân trong đời cô, nếu không phải vì Trương Dương, thì Tần Hoan làm sao được cứu. Bản thân cô cũng nên nhìn nhận lại tình cảm ấm áp của nhân gian, cô nhẹ nhàng gật đầu, gọi một tiếng Anh. Trương Dương nói, có phải về để làm thủ tục giải ngũ? Tần Manh Manh nói, không phải là giải ngũ, mà là xuất ngũ, trong quân đội nhiều năm nay, em cũng cảm thấy phiền phức rồi, em muốn nghỉ ngơi một chút, ở bên cạnh Tần Hoan, còn việc công việc, đợi đến khi Tần Hoan hồi phục rồi tính sau. Cũng được, đổi một môi trường khác có lợi cho cả em và Tần Hoan. Trương Dương nói, có thể nghĩ đến việc về phòng chiêu thương Giang Thành làm việc. Anh nói là được. Tần Manh Manh lộ ra một nụ cười, em đâu có cái bản lĩnh ấy, ở trong phòng nghiên cứu suốt, có chút không hòa nhập được với thế giới bên ngoài rồi. Khi Trương Dương đến Thủy Thượng Nhân gia, mọi người đã đến đủ cả rồi, ngoài ba anh em Thường gia, giám đốc Thủy Thượng Nhân gia Bành Quân Tường, Hồ Nhân Như đều đã đến. Thường Hải Tâm đã cắt tóc mới, ít nhiều có sự từng trải của một người phụ nữ trên quan trường. Trương Dương cười nói, thư ký Thường, ngày càng xinh đẹp rồi đó, cô đến Giang Thành, chỉ số đẹp đẽ của Giang Thành chúng tôi tăng lên vượt bậc. Câu này của hắn làm cho Thường Hải Tâm rất thoải mái, biết rằng hắn chỉ nói đùa thôi, nhưng con gái ai mà không thích người khác khen mình xinh đẹp cơ chứ. Thường Hải Tâm nói, anh ấy à, chẳng được câu nào thật lòng,
tôi thấy mỹ nữ ở Giang Thành nhiều lắm, tôi đến chỉ sợ làm cái chỉ số sắc đẹp ở đây thấp xuống thôi. Mọi người đều cười ồ lên. Trương Dương ngồi giữa Thường Hải Long và Hồ Nhân Như, vỗ vai Thường Hải Long nói, sao lại không mang bạn gái đến đây thế này? Thường Hải Long nói, cô ấy còn phải đi học, hơn nữa, hai người suốt ngày ở cạnh nhau chán chết được, cũng phải có lúc mình tự ra ngoài chứ. Thường Hải Tâm nhắc nhở Thường Hải Long, anh hai, anh đừng có học ai đó lăng nhăng nhé, Tiểu Yến đối với anh rất tốt đấy. Trương Dương nghe nói thế không thuận tai, này thư ký Thường, câu này của cô có ý gì cơ chứ? Cái gì gọi là lăng nhăng, chẳng phải cô đang nói tôi đấy chứ? Hồ Nhân Như cười nói ai thì người ấy tự hiểu, chủ nhiệm Trương, chúng ta có phải bắt đầu uống rượu không? Bạn bè từ xa đến đây, cũng không thể chỉ nói chuyện mà không ăn cơm chứ. Trương Dương cười nói, anh quên mất đấy, nào gọi món đi, hôm nay tôi mời. Đừng có ai tranh với tôi. Bành Quân Tường ngồi đó một lúc rồi đi ra, đến bên ngoài lượn một vòng rồi lại về, nói nhỏ bên tai Trương Dương, nhà thị trưởng Tả đang ăn cơm ở Thiên Thủy Các, anh Seto cần phải đi mời một câu không? Trương Dương hơi ngớ người, không ngờ Tả Viên Triều cũng ở Thủy Giang Nhân gia. Mình không biết TSF thôi, đã biết rồi, sao lại không đi qua đó nói một câu được chứ? Hắn nói với ba anh em Thường ra một câu, rồi đứng dậy đi đến Thiên Thủy Các. Bành Quân Tường rất thông minh, gọi một người phục vụ đi theo, còn chuẩn bị cho Trương Dương một mình rượu Mao Đài 30 năm. Trương Dương bước vào phòng mới biết rằng, tối nay Tả Viên Triều đến Thủy Thượng Nhân gia là để họp mặt gia đình ba người của ông ta, hai vợ chồng Tả Ủng Quân, còn cả ba người nhà Điền Khánh Long nữa. Họ không biết rằng Trương Dương cũng ở đây, thấy Trương Dương, Tả Viên Triều hơi ngạc nhiên. Trương Dương cười nói, thật ngại quá, tôi thật không biết mọi người ăn cơm đoàn viên, đã làm phiền rồi, thị trưởng Tả, viện trưởng Tả, trưởng phòng Điền, mọi người đừng trách, cứ coi như tôi chưa xuất hiện, tôi đi ngay đây. Nói rồi tên này giả vờ quay đi. Điền Khánh Long cười mắng, tiểu tử này, xông vào đây rồi còn muốn đi như vậy sao? Đứng lại cho tôi. Tả Viên Triều cũng cười nói, anh dám vào đây không coi mình là người ngoài, mau ngồi xuống kính rượu mau. Trương Dương lúc này mới hoan hỉ quay người lại, rượu này tôi phải kinh, nhưng tôi không dám ngồi, tôi đứng kính rượu vậy. Điền Bân cười hà hà bước đến ấn người hắn ta xuống ghế, nói, sao anh lắm lời thế nhỉ, ngồi xuống, uống rượu. Trong tất cả những người ngồi ở bàn ngoài vợ của Tả Ủng Quân Tưởng Tâm Tuệ có chút không vui với Trương Dương trước kia, có điều theo dòng thời gian. Giờ đây con gái Tả Hiểu Thanh của cô ta ở bên Mỹ, Trương Dương cũng đã trở thành con rể của tỉnh trưởng, lại là con trai nuôi của Phó Thủ tướng Văn Quốc Phụ Viện. Tưởng Tâm Tuệ nhìn Trương Dương cũng không khinh miệt như xưa nữa, cô ta làm sao nghĩ được rằng, chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, mà lại xảy ra nhiều việc thay đổi đến vậy, thấy dáng điệu vui vẻ của Trương Dương. Thật sự là đầy sức hấp dẫn, hèn chi con gái của bà ta lúc đầu thích Trương Dương, nghĩ đến con gái, trong lòng Tưởng Tâm Tuệ đột nhiên hơi hối hận. Những người ở đây về cơ bản Trương Dương đều quen cả. Ngoài con gái của Tả Viên Triều, con gái Tả Viên Triều là Tả Hiểu Văn giờ đang học lớp 12 ở trường cấp 3 tốt nhất Giang Thành, trông rất xinh xắn, những người nhà họ Tả đều có ngoại hình ưa nhìn cả, Tả Hiểu Văn này cũng không ngoại lệ. Trương Dương uống xong một vòng rượu, cuối cùng đến bên cạnh cô ta, Văn Văn phải không nhỉ, cô uống nước ngọt đi, tôi cạn chén rượu này. Tả Hiểu Văn hiếu kỳ nhìn Trương Dương, với những chuyện truyền kỳ về hắn. Tả Hiểu Văn đã từng nghe không ít, cô cùng ly với Trương Dương rồi nói, anh chính là Trương Dương à, anh rất nổi tiếng ở Giang Thành đó. Trương Dương cười nói, thế sao? Có lẽ là do báo chí tuyên truyền thôi, tôi là một người bình thường, chẳng vĩ đại như trên báo người ta viết. Tả Hiểu Văn lắc đầu, đều không phải là chuyện gì tốt đẹp cả. Trương Đại quan ngại, suýt nữa sặc miếng rượu. Tả Viên Triều nghiêm khắc mắng, con nít chỉ biết nói linh tinh thôi. Trương Dương tất nhiên không chấp nhặt gì con nít, cười nói, cái danh tiếng của tôi quả thật là không ra sao. Điền Khánh Long nói, danh tiếng gì chứ? Trên thế gian này người có tiếng quá nhiều rồi, chẳng cần phải để ý gì mọi người nói, chỉ cần mình gây ngay là được. Trương Dương đã từng cứu mạng cha anh ta, dù là người khác nói gì, Điền Khánh Long đều rất thích Trương Dương. Trương Dương nói, trưởng phòng Điền lần này về đây cũng không nói với tôi một tiếng, thế này đi, bữa cơm ngày hôm nay tôi mời. Đừng ai tranh với tôi. Tả Viên Triều cười nói, được, không tranh với anh. Tả Hiểu Văn hỏi, anh rất nhiều tiền à, lương rất cao sao? Tả Viên Triều lại trừng mắt với con gái. Trương Dương lại ho lần nữa, cái đứa con gái của Tả Viên Triều chẳng được dạy bảo tử tế gì hết, chẳng biết nhìn vào hoàn cảnh mà buông lời,
ở thêm lúc nữa không biết đứa nhóc này còn nói thêm lời nào nữa. Trương Dương đứng dậy nói tôi phải đi sang bên kia với khách rồi, ở đây có mấy người bạn của tôi. Tả Yên Chiều cười nói, cậu đi đi. Sau khi Trương Dương đi khỏi, Tả Viên Chiều lại trừng mắt với con gái nói, con bé này, con chỉ biết nói lung tung thôi, lớn thế này rồi, sao không hiểu chuyện cơ chứ? Tả Hiểu Văn nói, anh ta rất nổi tiếng mà, bạn bè con ai cũng biết hết. Điền Khánh Long nói, người sợ tiếng như heo sợ béo, có tiếng quá cũng không phải là việc gì tốt đẹp. Ô, sáng sớm Trương Dương đã bị Lý Trường Vũ gọi đến phòng làm việc, Lý Trường Vũ rất nặng nề, đoán chắc rằng anh ta đã gặp chuyện gì không giải quyết được rồi. Lý Trường Vũ chẳng giấu giếm gì trước mặt Trương Dương, Trương Dương, An Tiểu Thư còn ở Giang Thành không? Trương Dương gật đầu nói, vẫn còn ở mà, đang ở quảng trường thương nghiệp Nam Lâm tự cùng với Kiều Mộng Yên đó. Đầu tư núi Thanh Thái mà An gia đã hứa sao vẫn chưa đến đây, khai phá khu du lịch vẫn đang tiến hành theo kế hoạch. Nhưng giờ đây đã nợ rất nhiều rồi, theo những ký kết trước đó, giờ đây An gia đã có 100 triệu tệ chưa đến nơi rồi. Trương Dương chau mày, hắn vốn tưởng rằng việc đầu tư khai phá núi Thanh Sơn không còn tồn tại bất cứ vấn đề gì nữa, nhưng không ngờ lại xuất hiện tình hình này. Trương Dương nói, tôi không để ý đến mấy việc này, thành phố bảo tôi quản lý phòng chiêu thương và phòng cải cách xí nghiệp, quyền khai phá núi Thanh Đài đã đưa cho huyện Xuân Dương, đây là việc của họ mới đúng. Lý Trường Vũ nói, hạng mục khai phá du lịch núi Thanh Đài lúc đầu là do anh tiến hành, mặc dù An lão đã qua đời, nhưng hợp đồng vẫn còn, quan hệ giữa anh và An gia rất tốt, việc này anh ra tay tốt hơn, việc khai phá núi Thanh Đài đã tiến hành toàn bộ rồi, nếu như tiền An gia đã hứa không đến nơi thế này, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tốc độ khai phá. Trương Dương nói, được rồi, tôi sẽ nói với An Ngữ Thần xem sao. An Ngữ Thần sau khi nghe Trương Dương nói như vậy, rất kinh ngạc. Cô ngạc nhiên nói, việc khai phá khu du lịch núi Thanh Đài vẫn đang tiến hành mà, sau khi ông tôi qua đời, việc làm ăn trong gia tộc phân thành hai bộ phận, đầu tư vào thị trường trong nước là do tôi quản, tôi đã giao cho người chuyên trách rồi. Trương Dương nói, có phải là trong đó có khâu nào làm sai không? Theo hợp đồng, An gia giờ đã nợ đến 100 triệu rồi, khu núi Thanh Đài sắp phải ngừng thi công rồi. An Ngữ Thần lúc này mới ý thức được việc này có gì đó bất thường. Cô không hỏi gì nhiều về việc làm ăn của gia tộc, việc của công ty về cơ bản đều giao cho em họ An Đạt Văn quản lý. An Ngữ Thần gọi điện về công ty trước mặt Trương Dương, tình hình đúng như Trương Dương đã nói, số tiền đầu tư vào khai phá khu du lịch Thanh Đài thật sự chưa trả đúng lúc. Là quyết định của chính An Đạt Văn. An Ngữ Thần vốn định gọi điện cho An Đạt Văn, những nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, tuần sau An Đạt Văn đã đến Giang Thành rồi, đính thân đến kiểm tra tiến độ của quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự. Có vài việc vẫn nên gặp hỏi trực tiếp anh ta thì hơn. Trương Dương cũng chẳng để ý gì nhiều đến việc này, dù sao thì đây cũng không phải là phạm vi hắn phải quản lý. Đến thứ bảy, hắn đưa mẹ về Xuân Dương, cùng với đồng nghiệp và ba anh em thường ra đi tới núi Thanh Đài chơi. Chiếc xe Jeep của Trương Dương chạy đến nửa đường lại khựng lại, làm Trương Dương tức đến độ đá hai nhát vào thân xe. Thường Hải Thiên và Thường Hải Long cũng xuống xe, xem chỗ này sửa chỗ kia ra trò, hai người họ đều biết lái xe. Nhưng thật sự chẳng biết gì về sửa xe. Thường Hải Long nói, đã biết sớm thế này thì tôi lái chiếc Audi của tôi đến rồi, chiếc Jeep này của anh mặc dù lớn, nhưng chỉ nhìn được thôi chứ dùng không được. Trương Dương trừng mắt với anh ta, chiếc xe Audi của anh có chạy được đường núi khoác. Bình thường chiếc xe này của tôi chẳng sao cả, anh vừa lên xe tôi là dừng ngay không đi được nữa. Thường Hải Long dở khóc dở cười nói, có nghĩa là vì tôi ngồi mà xe anh lại dở trò à? Trương Dương nói, đương nhiên rồi. Thường Hải Thiên nói, hai người nói vớ vẩn ít thôi, chúng ta mau sửa xe đi, trời sắp tối rồi đấy. Thường Hải Tâm và Từ Lập Hoa cũng xuống xe, Thường Hải Tâm nói, Trương Dương, chiếc xe này của anh cũng mới đó chứ, sao lại lắm bệnh vậy? Trương Dương nói, xe Mỹ cũng như xe Nhật chẳng có cái nào tốt cả, lần sau tôi có mua xe cũng chẳng nhờ vào quan hệ nữa. Hắn quay sang Thường Hải Tân, cô đi cầm vào vô lăng đi, chúng tôi đẩy xem sao. Thường Hải Tâm gật đầu, rồi lên xe. Trương Dương và Thường Hải Thiên Thường Hải Long cùng đẩy chiếc xe Jeep, đẩy được hơn 50 mét, Thường Hải Tâm vẫn chưa khởi động được xe, hai anh em Thường Hải Thiên không chịu nổi nữa, mệt tới độ thở dốc nói, chúng tôi phải nghỉ một chút, Trương Dương, anh đẩy một mình đi. Trương Dương lắc lắc đầu, thật ra hai anh em Đường Hải Thiên cũng chẳng giúp được gì, hắn một mình đẩy chiếc xe này cũng được. Trương Dương đại quan lấy lại thần lực, đẩy chiếc xe Jeep chạy bon bon. Làm cho hai anh em Thường Hải Thiên chố mắt, tên này là người ư.
thể lực của hắn thật là sung mãn. Có điều chiếc xe chẳng đoái hoài gì tới hắn, Trương Dương đẩy một hồi lâu nó cũng vẫn chết máy. Lúc đó một chiếc xe Jeep Bắc Kinh đi ngang qua, cửa xe hạ xuống, một vị trung niên ngạc nhiên nhìn cảnh trước mắt, một người đẩy một chiếc xe hơi cũng chẳng có gì là lạ cả, nhưng chiếc xe này nặng gần 2 tấn, hơn nữa lại đang lên dốc, không thể không làm người ta cảm thấy kỳ lạ. Người trung niên nói với Trương Dương, anh chàng, rất khỏe đó chứ. Anh có mệt không? Trương Dương đại quan thật sự rất bực mình, đây là loại người gì vậy chứ, đến để xem trò vui à, lại còn nói khích bác nhau. Trương Dương cười nói, mệt hay không, ông đến đẩy là biết liền. Người trung niên đó dừng xe lại, rồi sắn ống tay lên đến bên cạnh Trương Dương, vậy thì tôi giúp cậu một tay. Trương Dương quay người xem, hai anh em Thường Hải Thiên đã tụi lại phía sau rồi. Hắn gật đầu, hai bàn tay của người trung niên đỡ lấy đuôi xe. Trương Dương nói, ông cố gắng giữ hộ tôi đi vệ sinh một chút nhé. Hắn vừa bỏ tay ra, Thường Hải Tâm chưa kịp đạp phanh, chiếc xe lại tụt xuống đằng sau, mặc dù người trung niên đó cũng có tí sức lực, nhưng ông ta không có bản lĩnh như Trương Dương, cảm thấy chiếc xe Jeep đẩy ông ta xuống mấy mét, sợ đến độ sắc mặt tái xanh, hai tay chống lấy, trong lòng nói lần này thì chết thật rồi, nếu không làm được thì có lẽ đi luôn cả cái cánh tay. Trương Dương kịp thời giơ tay ra đỡ lấy chiếc xe, cười hì hì nói cảm giác thế nào. Người trung niên mồ hôi lạnh toát ra, có điều trên mặt ông ta rất trấn tĩnh, cười nói, được lắm, rất khỏe. Trương Dương cười nói, ông cũng không tồi đâu, tuổi cao thế này rồi mà vẫn còn như thanh niên vậy, được. Tôi thấy trước kia ông từng tập luyện phải không? Người trung niên gật đầu, tôi thích thể thao. Thường Hải Tâm đạp phanh, dừng xe lại rồi nói, không khởi động được. Xem ra lần này bệnh nặng rồi. Người trung niên chủ động nói, tôi xem cho mọi người. Ông bảo Trương Dương mở nắp xe lên, sửa sang trong đó một chút, ngẩng đầu nhìn Trương Dương, anh bạn trẻ, chiếc xe này của anh không bảo dưỡng đúng kỳ hạn đúng không? Xe này chạy 3 phần thì phải bảo dưỡng đến 7 phần, anh không thương tiếc nó, thì chiếc xe cũng chẳng phục vụ anh đâu. Ông ngụ ý bảo Thường Hải Tâm thử khởi động xe. Thường Hải Tâm vừa khởi động là đã được ngay. Trương Dương rất vui mừng, lão sư phụ à, ông thật là được. Ông là thợ sửa xe sao? Người trung niên cười gật đầu nói, đúng thế, tôi sửa xe mười mấy năm rồi, những bệnh thông thường, tôi nhìn một chút là nhận ra ngay. Trên tay ông ta dính đầy dầu, Trương Dương rút một tờ giấy ăn ra đưa cho ông ta nói, bao nhiêu tiền vậy? Người trung niên cười nói, trên đường gặp nhau cũng coi như là có duyên, không phải trả tiền, nếu như có cơ hội gặp lại, cậu mời tôi uống rượu đi. Trương Dương gật đầu nói, được, chúng ta hứa với nhau như vậy. Người trung niên quay người đi lên chiếc xe của ông ta, Trương Dương đuổi theo, gọi người trung niên đó lại, viết số điện thoại của hắn cho ông ta, từ biển số xe, Trương Dương nhận ra đây là xe tỉnh ngoài, hắn nói với người trung niên, về sau ở Giang Thành có việc gì có thể tìm đến tôi. Người trung niên cười gật đầu. Về đến xe của mình, Trương Dương không ngừng cảm thán, không tin được đến giờ vẫn còn lôi phong. Từ Lập Hoa nói, mẹ luôn nói trên thế gian này nhiều người tốt mà. Trương Dương và Thường Hải Thiên quay ra nhìn nhau, hai người đều cười, trong lòng giữ lại câu nói đó. Khi đến huyện Xuân Dương, Trương Dương thấy chiếc xe Jeep Bắc Kinh đó đã ở đằng trước, xem ra là bị công an bắt lại rồi, một anh công an đang đứng đó ghi chép gì, người trung niên đứng một bên cười theo. Trương Dương dừng xe lại đi ra đằng đó, từ xa đã nghe thấy tiếng của anh cảnh sát nói, vượt tốc độ rồi, biết chưa? Người trung niên cười xin lỗi, tôi thật sự là không chú ý. Đột nhiên phóng vọt ga. Biết là rất nguy hiểm không? Ở đây hạn chế tốc độ 20, mà xe ông là hơn 40, vượt hơn một nửa là đã có thể thu bằng lái xe rồi. Người trung niên tính rất tốt, cười nói, lần đầu tiên tôi đến Xuân Dương, không biết đường, đồng chí tha cho, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ chú ý. Viên cảnh sát đáp lạnh lùng, nếu như ông tông phải người rồi, thì câu lần sau chú ý này có giải quyết được vấn đề không? Phạt, theo quy định. 2.000 tệ, trừ 12 điểm. Trương Dương đến bên cạnh nói, tính sang cho tôi có được không? Viên cảnh sát nghĩ bụng ai mà dám hống hách vậy chứ? Ngẩng đầu dậy, đang định mắng vài câu, nhưng thấy Trương Dương hắn ngay lập tức ngạc nhiên, giờ đây Xuân Dương không ai là không biết đến Trương Dương, bởi lẽ hắn đã được danh hiệu thanh niên 10 tốt, ảnh của hắn đều có mặt trên các báo của Giang Thành. Viên cảnh sát nhận ra Trương Dương, cười gọi một tiếng chủ nhiệm Trương. Trương Dương gật đầu, đây là bạn của tôi, cho chút thể diện được không? Viên cảnh sát rất nhanh nhạy, anh ta cười nói, đã là bạn của chủ nhiệm Trương,
thì chuyện này dễ giải quyết thôi mà, lần sau phải chú ý hơn chút nữa đó. Anh ta đưa bằng lái xe, giấy đăng ký cho người trung niên đó. Người trung niên cười nói với Trương Dương, cảm ơn, xem ra là tôi nên mời cậu uống rượu rồi. Trương Dương cười, hắn nói với người trung niên, giờ đây ở Xuân Dương đều đang sửa đường, nên những biển hiệu chỉ đường rất lộn xộn, lái xe phải để ý một chút. Người trung niên nói, đồng chí, khách sạn Minh Chu ở đâu? Trương Dương nhìn về đằng trước, vì Xuân Dương đang sửa đường, nên rất lắm bụi, hắn thầm chửi Chu Hằng làm vớ vẩn, nói với người trung niên, ông đi theo sau xe tôi đi, tôi vừa vặn phải đi qua khách sạn Minh Chu. Người trung niên cười gật đầu. Trương Dương lái xe đằng trước dẫn đường, đưa người trung niên đến trước cửa khách sạn, rồi mới rời đi. Khách sạn Minh Chu là một khách sạn rất có tiếng ở đây. Khi đi qua đây, Trương Dương đột nhớ đến Hải Lan. Lúc đầu khi Hải Lan còn ở đài truyền hình Xuân Dương, nơi đây đã từng lưu giữ không ít ký ức đẹp đẽ của họ. Thời gian như thoi đưa, giờ đây khách sạn Minh Chu vẫn còn đó, nhưng đài truyền hình Xuân Dương đối diện đã rời đến địa chỉ mới ở khu đông, chỗ đó giờ đây đã xây dựng thành một khu nhà ở mới. Chương 317, cái duyên thân ở núi này. Nhà mới của Từ Lập Hoa đã xây xong, có điều chưa lắp thiết bị nên tạm thời chưa thể vào sống được, cách khách sạn Minh Châu không tới 500 mét, Trương Dương thuận đường tới xem thử nhà mới, sau đó mới đưa mẹ về ký túc nhà máy móc nông nghiệp. Tối hôm đó Trương Dương không ở lại Xuân Dương mà lái xe tới thôn Thanh Hà Thượng, Ngưu Văn Cường mua được một dãy mảng nhà nghỉ ở thôn Thanh Hà Thượng, sau khi sửa sang xong thì mang ra kinh doanh, còn đặc biệt đặt một cái tên nghe rất phong cách hội quán anh hùng. Bởi vì đã tới mùa xuân, cho nên có không ít du khách tới chơi tiết thanh minh, số người vào ở Sơn Trang cũng đã đạt tới một nửa, Trương Dương gọi điện thoại tới trước, bảo Ngưu Văn Cường để lại cho hắn một phòng. Ngưu Văn Cường giao chuyện này cho Triệu Lập Vũ an bài, hiện giờ Triệu Lập Vũ đã trở thành quản lý của Sơn Trang, đây cũng là vì Ngưu Văn Cường nể mặt Trương Dương. Khi bọn Trương Dương tới nơi thì bóng tối đã phủ xuống, Triệu Lập Vũ sau khi nhận được điện thoại của Trương Dương thì đứng ở ngoài Sơn Trang đợi, gã hiện giờ đã có di động, mặc đồ tây phẳng lì đứng ở ngoài cửa, tay cầm điện thoại, nhìn thấy xe jeep của Trương Dương liền mỉm cười tới đón. Trương Dương đẩy cửa bước ra, cười nói, anh hai, được đấy. Đúng là làm quản lý có khác. Triệu Lập Vũ cười nói, là nhờ có huynh đệ giúp đỡ. Trương Dương giới thiệu ba anh em thường ra cho Triệu Lập Vũ, Triệu Lập Vũ khá nhiệt tình, sau khi bắt tay với họ liền cung kính đưa danh thiếp của mình. Trương Dương nói, phòng đã chuẩn bị xong chưa? Triệu Lập Vũ gật đầu, nói, mấy căn phòng tốt nhất đều để lại cho mấy người rồi, tôi đã bảo Lưu Đại Trụ giết con dê đầu đàn, đang chuẩn bị thịt dê cho mọi người. Trương Dương có chút kinh ngạc, nói, Lưu Đại Trụ về rồi à? Trong ấn tượng của hắn, Lưu Đại Trụ đã tới huyện thành Xuân Dương mở quán thịt dê rồi. Triệu Lập Vũ nói, quán thịt dê của hắn bị di rời rồi, tạm thời chưa tìm được địa phương thích hợp, bí thư chi bộ Lưu tìm tới chỗ tôi và Ngưu Tổng thương lượng với nhau, giao phòng bếp của Sơn Trang cho hắn. Lúc hai người đang nói chuyện, Lưu Đại Trụ cười ha ha đi tới, nói chủ nhiệm Trương, anh tới rồi à? Tôi gọi cha tôi tới rồi. Trương Dương cười nói, Đại Trụ, anh lại béo rồi đó. Lưu Đại Trụ nói, biết sao bây giờ, ăn được ngủ được, có thể không béo được ư? Cha tôi nghe nói anh tới, vui lắm, đang ở nhà chuẩn bị một ít măng xuân mang tới cho anh. Các người cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi lập tức gọi cha tôi tới. Thường Hải Long cười nói, Trương Dương, cậu có vẻ rất quen thuộc với nơi này nhỉ? Trương Dương cảm thán, ngẫm lại như mới chỉ ngày hôm qua, lúc tôi mới vào thể chế phải làm chủ nhiệm của ban sinh đẻ kế hoạch của xã Hắc Sơn Tử. Thường Hải Lâm không khỏi buồn cười, một nam nhân như anh không ngờ lại đi quản công tác kế hoạch hóa gia đình à. Trương Dương mỉm cười, nói, nghĩ thấy lúc đó chỉ như ngày hôm qua vậy. Thằng nhóc này không giấu được vẻ đắc ý, hai năm trước, hắn từ một tiểu khoa viên không có biên chế lăn lộn tới cấp phó ban, đây chính là năng lực. Lưu Truyền Khôi chuẩn bị hai bao tải măng xuân và nấm hương cho Trương Dương, chuyện mà ông bí thư chi bộ này thích nhất là có cháu trai. Lưu Đại Trụ cuối cùng cũng sinh được một đứa bé kháu khỉnh, chuyện này ở xã Hắc Sơn Tử bị coi thành điển hình phản diện, có điều bí thư chi bộ Lưu không sợ, phạt thì ông ta chịu, ông ta cũng không làm bí thư chi bộ nữa, đây là bởi vì ông ta có tuổi rồi, rời khỏi cương vị lãnh đạo để cho người trẻ tuổi làm. Thông qua quan hệ của Trương Dương, ông ta ở làng du lịch suối nước nóng Cốc Xuân Hy đảm nhiên cố vấn bảo an, mỗi tháng đều có tiền lương cố định, ngày tháng cũng rất thanh nhàn. Tối hồ đó Lưu Đại Trụ dành hết thời gian làm một bữa toàn dê cho khách. Nhắc tới chuyện quán thịt dê bị di rời,
Lưu Truyền Khôi vẫn có chút tức giận bừng bừng, tên Chu Hằng đó quả thực là làm ăn bậy bạ, huyện thành Xuân Dương đang yên đang làm bị hắn làm cho khói bụi mù mịt, bừa bãi lộn xộn, huyện lý có không ít lão bách tính lên thị lý khiếu nại, tố cáo hắn. Thường Hải Thiên nói, chúng tôi vừa từ Xuân Dương tới, tình hình nội thành rất kém, tôi thấy không ít đoạn đường đều đình công rồi. Triệu Lập Vũ nói, tu sửa một cách gián đoạn hơn nửa năm, chính phủ huyện chẳng có bao nhiêu tiền, nghe Ngưu Tổng nói phương diện tài chính đang rất khẩn trương, cho nên huyện lý chỉ có thể phân chia với xí nghiệp cầm chỗ tiền này cũng không được cam tâm tình nguyện đâu. Lưu Truyền Khôi mắng, tôi thấy tên Chu Hằng này chính là một tên tham quan chỉ biết mò vớt chính thích, so với bí thư Tần không biết là kém hơn bao nhiêu lần. Thời gian Tần thanh chủ chính ở Xuân Dương tuy không dài, nhưng danh tiếng rất tốt. Người dân hiện tại bất mãn với bí thư huyện ủy hiện nhiệm Chu Hằng, cho nên càng thêm hoài niệm người tiền nhiệm. Trương Dương nói, có cơ hội, tôi sẽ phản ánh với thị lý. Lưu Truyền Khôi cầm chén rượu lên uống một ngụm, gần đây hạng mục khai phá của núi Thanh Đài trên cơ bản đã dừng rồi, thị lý có phải đã quên khối đất này của chúng tôi rồi không? Trương Dương đương nhiên biết rất rõ, đây là vì duyên cố khoản đầu tư của An Gia chi trả chậm chạp, nguyên nhân trong đây hắn không thể nói cho người khác nghe được. Trương Dương cười nói, núi Thanh Đài lớn như vậy, làm khai phá cũng đâu phải dễ, cứ từ từ mà tiến thôi. Lưu Truyền Khôi nói, chúng tôi nghe nói An Gia không muốn chi tiền cho núi Thanh Đài nữa, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Trương Dương nói, lão bí thư chi bộ à, tôi hiện tại phụ trách phòng chiêu thương, chuyện của phương diện du lịch tôi không rõ. Trong mắt những lão bách tính như Lưu Truyền Khôi, Trương Dương hiện giờ dã là quan lớn, nhưng Trương Dương thì hiểu rõ ràng. Mình tại thị lý chẳng qua là một con tôm con tép, quyền lực của hắn vẫn quá nhỏ, có một số chuyện hắn không thể hỏi được. Huống chi mục đích chủ yếu mà lần này hắn tới núi Thanh Đài là để đưa ba anh em Thường ra đi du ngoạn, là chuyện công chứ không phải là chuyện tư. Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương cùng ba anh em Thường Hải Thiên lên núi, núi Thanh Đài Trương Dương đã lên vô số lần, là một hướng dẫn viên du lịch khá xứng với chức. Núi Thanh Đài ngày xuân đẹp không sao tả xiết, trong tuy nắng ban mai. Đỉnh núi xanh ngắt, nơi nào cũng là hoa thơm chim hót, giống như là tiên cảnh nhân gian vậy. Thường Hải Long là một người thích chụp ảnh, lần này đặc biệt mang theo thiết bị chuyên nghiệp tới chụp. Đi tới trước tảng đá vuông, Trương Dương lại giới thiệu với họ một lượt về lịch sử của tảng đá này. Lúc hắn giới thiệu, có một đám du khách đi tới, cũng ở xung quanh nghe rất say sưa. Núi Thanh Đài là khu du lịch mà rất thiếu thốn phương tiện đồng bộ, nơi này trên cơ bản không có hướng dẫn viên du lịch chuyên trách, đám du khách này cũng là tự lên núi. Nghe thấy Trương Dương thao thao bất tuyệt về lai lịch của tảng đá vuông thì nghe rất say sưa. Trương Dương nói xong liền nghe thấy một giọng nói ở trong đám người, tảng đá này là do bí thư Cố để danh đấy. Trương Dương nghe thấy giọng nói này rất quen thuộc, lại thấy người lên tiếng không ngờ lại là nam tử trung niên hôm qua giúp mình sửa xe. Nam tử trung niên rõ ràng là đã sớm nhận ra Trương Dương, y cười ha ha gật đầu, nói, nhân sinh ở nơi nào cũng gặp nhau, tiểu Trương, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trương Dương cười cười đi tới, bắt tay với y, Xuân Dương rất nhỏ, mà nổi danh nhất chính là núi Thanh Đài, hiện tại núi Thanh Đài mở rộng thành nơi lớn như vậy, rất dễ gặp mặt. Đi cùng nam tử trung niên còn có một mỹ phụ trung niên. Bà ta có chút phát tướng, trên mặt cũng mang theo nụ cười hiền lành, nam tử trung niên nói, đây là bà xã của tôi, bà ấy họ Mạnh, tôi họ Kiều. Trương Dương lúc này mới nhớ ra là chưa giới thiệu lẫn nhau với y, hắn cười nói, tôi tên là Trương Dương. Nam tử trung niên nói, hai vợ chồng chúng tôi nghe nói phong cảnh của núi Thanh Đài rất đẹp, cho nên đặc biệt tới du ngoạn, nhưng tới rồi mới biết, cảnh khu của nơi này vẫn chưa hoàn toàn khai phá xong. Trương Dương nói, bất kỳ cảnh khu nào một khi hoàn thiện khai phá, thì sẽ mất đi vận vị tự nhiên, ông còn tính là may mắn đấy. Hiện tại tới còn có thể nhìn thấy núi Thanh Đài nguyên nước nguyên vị. Trung niên họ Kiều cười ha ha, nói các cậu lên núi à? Trương Dương chỉ về phía trước. Nói, phía trước có hai con đường, một con đường dẫn tới Cốc Xuân Hy, một con đường lên đỉnh Thanh Vân, muốn tới suối nước nóng thì đi về phía Cốc Xuân Hy, còn muốn tới Thanh Vân Trúc Hải thì lên đỉnh Thanh Vân. Người trung niên nói, các cậu đi đâu? Chúng tôi không biết đường, đi theo các cậu có được không? Trương Dương sảng khoái gật đầu. Trương Dương phát hiện người trung niên này cũng là một người ham chụp ảnh, y rất nhanh liền tìm thấy điểm chung với Thường Hải Long, hai người giao lưu kỹ xảo chụp ảnh, rất là tâm đầu ý hợp. Vị nữ sĩ họ Mạnh lại cảm thấy rất hứng thú với thực vật của núi Thanh Đài, thỉnh thoảng lại dừng lại xem, còn hái không ít tiêu bản, bởi vì có hai vị ham mê nhiếp ảnh, cho nên tốc độ lên núi của họ rõ ràng là chậm đi nhiều.
Lúc tới Thanh Vân Trúc Hải thì đã là giữa trưa, Thường Hải Long và vị trung niên họ Kiều đó vẫn rất hứng chí lấy cảnh ở gần biển Trúc. Thường Hải Thiên đã đói rồi, cười khổ nói, lần sau không đi với Hải Long nữa đâu. Thường Hải Tâm nói, anh ấy thích nhất là chụp ảnh mà. Trương Dương nói, ai mà không thích cái đẹp được chứ. Hắn nhìn đồng hồ, chiếu theo tình huống hiện tại mà xét, lên tới đỉnh núi chắc phải hơn một giờ, hắn vốn định tới chỗ Trần Sùng Sơn ăn cơm, nhưng chắc là lỡ thời gian ăn cơm rồi. Nữ sĩ họ Mạnh nói, mọi người đều đói rồi, cùng đi ăn đi. Lão Kiều, đưa túi của em đây. Trung niên họ Kiều quay người lại, đưa cái túi lớn đeo ở sau lưng ra, hai vợ chồng họ mang theo không ít đồ, có bánh bao, có nước uống, có thịt bò. Có điều phía Trương Dương có bốn người, đồ ăn chưa cho hai người họ khẳng định là không đủ chia. Trương Dương cười nói, bỏ đi, hay là tới đỉnh núi rồi ăn, nếu không chúng ta đều đói chết đó. Lão Kiều, cảm ơn hảo ý của hai người, chúng tôi lên trước. Lão Kiều cười ha ha gật đầu, tôi đợi lát nữa mới đi được, tuổi lớn rồi nên chân cẳng cũng không ra làm sao cả. Kỳ thực y không mệt, chủ yếu là thấy bà vợ mệt rồi. Trương Dương chỉ về phía Tử Hà Quan. Nói, tới nơi đó chính là đỉnh núi, hai người nghỉ chút rồi trèo tiếp, chúng tôi đợi hai người ở đỉnh núi. Sau khi mấy người chia tay, Trương Dương và ba anh em Thường ra trèo một hơi lên đỉnh Thanh Vân. Thường Hải Long còn muốn chụp Tử Hà Quan, phát hiện cửa đạo quán đã đóng rồi, lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa đã chạy tới chỗ Trần Sùng Sơn uống rượu rồi. Trần Sùng Sơn thấy Trương Dương dẫn cả đám người tới, cười cười đứng dậy, sao giờ mới tới? Không nói trước một tiếng để tôi chuẩn bị đồ ăn. Trương Dương nói, bác Trần, chúng tôi đều đói rồi, tùy tiện ăn gì đó là được. Trần Sùng Sơn nói, trong nồi có thức ăn đó, tôi đi làm ít bánh ngô cho mọi người, được ăn nhanh thôi. Thường Hải Tâm chủ động đi vào bếp giúp. Lý Tín Nghĩa đã uống ngà ngà sau rồi, mũi đỏ bừng vẫy tay với Trương Dương, tới uống cùng tôi mấy chén. Trương Dương cũng không khách khí, gọi Thường Hải Thiên và Thường Hải Long tới ngồi, tìm thêm hai cái chén, rót đầy rượu. Rượu này đều là lão đạo sĩ tự ủ, Thường Hải Thiên thử một ngụm, cảm giác cay vô cùng, liền đưa lại rượu cho Trương Dương, nói, rượu này cay quá, tôi không uống nổi. Lý Tín Nghĩa nheo mắt nhìn Thường Hải Thiên, nói, rượu này là tôi tự ủ, tuy khẩu vị không ra làm sao, có điều là rượu lương thực thuần túy, thuần thiên nhiên không bị ô nhiễm chút nào. Thường Hải Long uống một ngụm, nói, thưởng thức kỹ thì thấy có chút vị trái cây. Lý Tín Nghĩa cười nói, xem ra cậu cũng là người trong tửu đạo rồi, Trương Dương, bên trong đạo quán của tôi còn một ít, tẹo nữa tôi mang cho cậu mấy cân. Trương Dương nói, núi cao đường xa, tôi làm sao mà mang rượu về được, hay là uống nhiều một chút, chứa trong bụng rồi mang về. Hai anh em Thường Hải Thiên thầm bội phục, thằng ôn này đúng là không tầm thường, có thể hòa hợp với bất cứ ai, thợ săn trên núi, lão đạo sĩ trong am cũng có thể thành bạn bè với hắn. Bọn họ không biết rằng Lý Tín Nghĩa và Trần Sùng Sơn đều là những người ở ẩn có bối cảnh không tầm thường. Thường Hải Tâm bưng một khay thức ăn vừa làm xong rồi, Trương Dương nói, cô đừng làm nữa, ngồi xuống ăn đi. Thường Hải Tâm cười nói, không lịch sự gì cả, sao có thể để một mình Trần Đại Gia làm hết được. Trần Sùng Sơn từ trong phòng bếp bước ra, nói, không sao đâu, tôi coi Trương Dương như con cháu vậy. Các cô các cậu đều là bạn bè của hắn, tới đây cũng không cần phải khách sáo làm gì. Lý Tín Nghĩa và Trương Dương cạn một chén, chẹp chẹp miệng, nói, huyện Lý đáp ứng tu sửa Tử Hà Quang, sao vẫn không có động tĩnh gì. Cậu hỏi giúp tôi đi. Trương Dương nói, các khoản đầu tư hậu kỳ vào núi Thanh Đài của An Gia chậm chạm không đúng hạn, lấy tiền kiếm được từ khoản du lịch của núi Thanh Đài để giật gấu vá vai, cho nên đạo quán của ông cũng chịu ảnh hưởng. Lý Tín Nghĩa nhíu mày, ông ta là em ruột của An Chí Viễn, đương nhiên biết chuyện An Gia ký hợp đồng khai phá núi Thanh Đài. Liền nói khẽ đám nhóc con đó làm gì vậy? Đã đáp ứng đầu tư với chính phủ thì phải đổi tiền mặt, sao có thể lật lọng như vậy? Trương Dương nói, An Ngữ Thần đang ở Giang Thành đấy, có muốn gặp không? Lý Tín Nghĩa nói, có gì hay mà gặp, tôi là người xuất gia, gặp họ làm cái gì? Trương Dương biết rất rõ nội tình của ông ta. Trương Dương nói, kể ra, người thiện lương nhất trong An gia là An Ngữ Thần, lúc An lão còn sống cũng yêu quý cô ta nhất, đáng tiếc là nha đầu này mệnh không tốt. Lý Tín Nghĩa có chút kinh ngạc nói, sao vậy? Trương Dương nghĩ thầm, ông giả vờ làm cái gì? Ông cũng là người của An Gia, chuyện này của An Gia chẳng lẽ ông không biết, nhưng nghĩ lại Lý Tín Nghĩa từ nhỏ đã thất tán với An Chí Viễn, cũng không có liên hệ gì với người của An Gia, những chuyện này của An Gia ông ta tất nhiên không biết,
Trương Dương thế là liền nói ra chuyện con gái của An gia thường thường không sống được quá 30 tuổi. Lý Tín Nghĩa nhíu chặt mày lại, ông ta cũng cảm thấy đứa cháu gái An Ngữ Thần này rất khá, tuy ông ta là người xuất gia, nhưng tình thân dẫu sao cũng không thể nào bỏ xuống được, nghĩ tới An Ngữ Thần còn nhỏ như vậy không ngờ lại phải đối diện với tử vong, trong lòng cũng không được dễ chịu gì. Trần Sùng Sơn làm một đĩa măng xào thịt, lúc bưng lên, vị trung niên họ Kiều và vợ cũng cùng nhau đi tới đỉnh núi, đứng ở cách đó không xa nhìn về bên này, Trương Dương nhìn thấy ông ta, mỉm cười vẫy vẫy tay, lão Kiều, tới đây. Lão Kiều cùng vợ đi tới, y cảm thấy rất thú đối với căn nhà đá của Trần Sùng Sơn, muốn chụp vài kiểu ảnh. Trương Dương kéo y ngồi xuống, rót cho y một chén, nói, đã tới rồi thì uống vài chén đi. Lão Kiều cũng rất sảng khoái, gật đầu nói, nào thì uống vài chén. Vợ của ông ta nhắc, lão Kiều, anh bị bệnh tiểu đường, bác sĩ dặn anh không được uống rượu. Lão Kiều cười nói, nhân sinh tại thế chẳng qua chỉ được có mấy chục năm ngắn ngủi. Anh ngay cả một chút ham mê cũng không có thì sống có gì thú vị. Bệnh tiểu đường không thể uống bia, chứ có nói là không được uống rượu trắng đâu. Vợ ông ta thở dài, cái anh này. Lý Tín Nghĩa nói, vị thí chủ này nói rất có đạo lý, tôi thấy ông có chút đạo duyên đó. Lão Kiều cười nói, có thể gặp được đạo trưởng chính là có duyên rồi. Y cầm bánh ngô lên cắn một miệng, thơm quá. Bà xã, em thử đi. Ông ta đưa bánh ngô cho vợ. Trần Sùng Sơn nói, thích ăn thì ăn nhiều vào, lát nữa tôi làm thêm. Lão Kiều gật đầu, sau đó lại thở dài, thích ăn nhưng đáng tiếc là không dám ăn nhiều, bệnh tiểu đường này không trừ được gốc, không rời được thuốc, sức ăn của tôi vốn khỏe mà giờ ngày nào cũng phải ở trong trạng thái đói. Thường Hải Long cười nói, tôi đọc một báo cáo của nước ngoài, trạng thái đói mới là trạng thái sinh tồn tốt nhất của con người. Lão Kiều nói, tôi thà no chứ không muốn đói. Ông ta cầm chén rượu lên. Nói, hôm nay có rượu hôm nay say, nào, chúng ta cạn một chén. Tuy nói rằng hôm nay có rượu hôm nay say, nhưng Lão Kiều vẫn rất chú ý, uống hai chén là dừng, bệnh tiểu đường chủ yếu là khống chế ăn uống, không có biện pháp nào tốt hơn, hôm ta đi quanh nhà đá chụp ảnh. Nghe nói Trần Sùng Sơn viết chữ rất đẹp, hân thưởng mấy bức mặc bảo của Trần Sùng Sơn, cảm thấy rất thích, có điều ông ta và Trần Sùng Sơn chỉ là bình thủy tương thức, tất nhiên không tiện xin người ta. Lão Kiều nhìn thấy đống giấy lộn vứt ở góc tường, đó đều là những mặc tích mà Trần Sùng Sơn bỏ đi, ông ta bước tới, nhặt một tờ lên, nói, bức tranh này vẽ rất đẹp, Trần tiên sinh không cần nữa à? Trần Sùng Sơn sao có thể không nhìn ra ý đồ của y, cười ha ha, nói, ông thích à? Lão Kiều gật đầu, bên trên viết một hàng chữ cái duyên thân ở núi này. Bút lực cứng cáp, nét bút như xuyên thủng giấy, y rất thích, tờ giấy nhàu nhĩ rồi, bên trên lại dính không ít vết bẩn. Lão Kiều thầm than đáng tiếc, chữ đẹp như vậy không ngờ lại bị ném trong đống rác. Trần Sùng Sơn nói, ông thích thì để tôi viết cho ông một bức. Lão Kiều cho rằng mình nghe lầm, thật ư. Trần Sùng Sơn cười nói, ông là bạn của Trương Dương cơ mà, tôi tặng ông chữ thì có gì đâu nào. Ông ta lập tức lấy giấy mực ra, ở ngay tại chỗ viết cho Lão Kiều dòng cái duyên thân ở núi này. Lão Kiều được bức tranh chữ này, như bắt được vàng, ngắm nghía mãi, vui mừng vô cùng. Trương Dương ở bên cạnh nói, Lão Kiều, xem ra ông cũng hiểu thư pháp, hay là viết thử cho chúng tôi xem đi. Lão Kiều thật thà nói, tôi từ nhỏ đã luyện chữ, đáng tiếc thủy chung viết không đẹp, vì chuyện này, lão gia tử của tôi cả đời không tha cho tôi. Có thể tôi không có loại thiên phận đó, ăn nhiều trận đòn như vậy rồi, tới hiện tại viết chữ vẫn xấu, thật không dám nhìn người ta. Vợ ông ta cười nói, ông cũng tính là tự biết lấy mình đấy. Lão Kiều cất chữ đi. Cáo từ với bọn Trần Sùng Sơn, Trần Sùng Sơn tặng y một chút nấm hương phơi khô, nói là rất tốt cho bệnh tiểu đường, Lão Kiều luôn miệng cảm ơn, ông ta lấy ra một cái bật lửa tặng Trần Sùng Sơn, có đi mà không có lại là phi lễ, Trần Sùng Sơn cũng chỉ đành nhận lấy. Bởi vì Thường Hải Long muốn ở lại núi chụp ảnh mặt trời lặn, nên bọn Trương Dương chỉ đành ở lại thêm một lúc, đợi khi Thường Hải Long chụp xong, bóng tối đã phủ xuống, Trần Sùng Sơn lo lắng bọn họ xuống núi vào buổi tối gặp nguy hiểm. Kiến nghị bọn họ ở lại trên núi tối hôm đó, nhà đá đương nhiên là không chứa được nhiều người như vậy, có điều Tử Hà Quan của Lý Tín Nghĩa lại có nhiều phòng. Lý Tín Nghĩa mở thiên điện ra, mấy người cùng nhau động thủ quét dọn, làm mất 2 tiếng đồng hồ căn phòng này mới sạch sẽ, giường chính là ván cửa. Ba anh em thường ra ăn cơm tối xong liền không chịu nổi, dẫu sao thì thể lực của họ cũng không thể nào sánh bằng Trương Dương được, bọn họ đi nghỉ trước. Lý Tín Nghĩa và Trương Dương, Trần Sùng Sơn cùng nhau uống trà thưởng trăng ở trong sân,
trên đỉnh Thanh Vân, rất dễ khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác cổ kim lẫn lộn. Lý Tín Nghĩa nói, lần trước những tên làm phim đó bỏ tiền ra giúp tôi tu sửa một bộ phận, nhưng đa số kiến trúc của Tử Hà Quan vẫn chưa được sửa, nếu không bảo vệ, tôi thấy đại điện sắp sập đến nơi rồi. Trần Sùng Sơn nói, huyện Lý không bỏ tiền thì chúng ta tự làm đi, tu sửa chút chắc cũng có thể chống đỡ được ít ngày. Trương Dương nói, các ông đừng có phát sầu nữa, chuyện này để tôi giải quyết, nếu huyện Lý không chi thì tài chính cứ để tôi lo. Lý Tín Nghĩa biết hắn có biện pháp, cười nói, kỳ thực tôi chỉ là nói cho cậu nghe thôi. Trương Dương bảo, ông việc gì phải nói với tôi, chỉ cần nói với An gia một tiếng, đảm bảo họ sẽ bỏ tiền ra giúp ông tu sửa đạo quán. Lý Tín Nghĩa trừng mắt lườm hắn, ông ta không muốn mở miệng với mấy đứa con cháu của An gia. Trần Sùng Sơn nói, kỳ thực Tử Hà Quan có không ít di tích cổ, kiến trúc, mộc điêu, thạch điêu, còn có cả bích họa giấu trong động nữa. Lý Tín Nghĩa thở dài, nói, bích họa giấu trong động bị tổn hại khá là nghiêm trọng, hiện tại ngay cả màu sắc cũng không nhìn ra nổi nữa. Những lời nói này vừa hay bị Thường Hải Long dậy đi nhà xí nghe thấy, gã xuất thân từ trường đại học nghệ thuật, cảm thấy rất hứng thú với những chuyện này, đi tới nói, Lý Đạo Trưởng, Tử Hà Quan này của ông còn có bích họa à? Lý Tín Nghĩa nói, ở trong động tàng kinh ở hậu viện ấy, muốn xem không, tôi dẫn cậu đi. Thường Hải Long và Trương Dương đều cảm thấy rất hứng thú với cái này. Thường Hải Long thì mang con mắt hân thưởng nghệ thuật, Trương Dương thì thuần túy là vì lòng hiếu kỳ, Lý Tín Nghĩa cầm đèn lồng dẫn họ đi tới trước động tàng kinh. Ở chỗ động tàng kinh trước đây có một căn phòng, về sau bởi vì nhiều năm không được tu sửa nên sập rồi, Lý Tín Nghĩa để giữ cửa động, ở bên ngoài lâm thời dựng một cái lều cỏ. Thường Hải Long nhìn thấy tình trạng ở trước mặt thì không khỏi cảm thán, công tác bảo hộ văn vật của Xuân Dương quả thực là quá kém. Lý Tín Nghĩa cầm đèn đi ở trước tiên, Thường Hải Long đi sát theo, mở đèn pin ra, cái đèn pin này tuy không lớn, nhưng độ sáng rất mạnh, Lý Tín Nghĩa hiếu kỳ nhìn chiếc đèn pin trong tay Thường Hải Long, cái thứ này bé mà sáng gớm. Thường Hải Long nói, hiệu Mỹ Quang. Lý Tín Nghĩa nói, hiện tại đồ công nghệ nhiều ghê. Ông ta nhắc Trương Dương lưu ý dưới chân. Bên trong động tàng kinh lòi lõm không bằng phẳng. Đi được hơn 10 mét, phía trước rộng rãi vô cùng, Lý Tín Nghĩa cầm đèn, trên tường ở hai bên có thể nhìn thấy một số bích họa, Thường Hải Long xoát thân làm nghệ thuật, gã chăm chú quan thưởng bích họa trên tường, từ góc độ nghệ thuật mà nhìn, những bức bích họa này có giá trị không cao. Trần Sùng Sơn đã tới động tàng kinh nhiều lần, tất nhiên không cảm thấy có gì lạ. Trương Dương lại nảy sinh hứng thú đối với những bích họa này. Hắn phát hiện bích họa này không ngờ lại vẽ nội công tâm pháp đả tọa thổ nạp. Trương Dương không khỏi nhớ tới nội công tinh thuần mà Trần Tuyết tu luyện cô ta từng nói, nội công tu hành của cô ta chính là tới từ Lý Tín Nghĩa, xem ra trong động tàng kinh của lão đạo sĩ này vẫn có không ít đồ tốt. Chỉ đáng tiếc bích họa của động tàng kinh tàn khuyết không trọn vẹn, bốn người bọn họ ở bên trong nửa tiếng thì đi ra, Thường Hải Long nói, bích họa tuy có chút lịch sử, có điều trình độ của người vẽ lại rất bình thường, giá trị thực tế không cao. Trần Sùng Sơn nói, Tử Hà Quan tuy có chút lịch sử, nhưng danh tiếng không tính là lớn, núi Thanh Đài lại không phải là danh sơn của đạo giáo, cho nên văn hóa đạo giáo không được tính là nổi bật. Lý Tín Nghĩa nói, cũng không hẳn là vậy, Tử Hà Quan vẫn sinh ra cao nhân đó, truyền thuyết Trương Thiên Sư chính là tu hành trong Tử Hà Quan. Trương Dương cười nói, có thể đem cái này ra để làm văn chương, ở phía trước Tử Hà Quan dựng một bức tượng của Trương Thiên Sư, tôi nghe nói hiện tại rất nhiều thành thị đều xây tượng Phật. Cái này cao hơn cái kia, cái này to hơn cái kia. Thường Hải Long nói, Nam Tích cũng làm một bức tượng Phật bằng đồng xanh, nghe nói là bức tượng Phật đứng lớn nhất châu Á, sau khi Phật đứng được xây xong, hấp dẫn được thêm được kha khá du khách. Trương Dương nói, chúng ta cũng làm tượng Thiên Sư lớn nhất châu Á đi, không, phải là lớn nhất thế giới, thuật tiện mời luôn đám Cát Ni Tư tới, làm nhân chứng Cát Ni Tư, đảm bảo dương danh thế giới. Như vậy, núi Thanh Đài có thể làm văn chương vây quanh văn hóa đạo giáo. Lý Tý Nghĩa nghe xong chỉ lắc đầu, Tử Hà Quan là nơi thanh tịnh, các cậu muốn lấy tục khí tiêm nhiễm chốn niết bàn này của tôi à? Trương Dương nói, Lý Đạo Trưởng không ngại thì suy nghĩ một chút đi, tài nguyên cuồn cuộn đó. Lý Tín Nghĩa nói, tiền tài là vật ngoài thân, không phải là vì muốn tu sửa đạo quán thì tôi chẳng để ý tới những vật tục này đâu. Bọn họ ra khỏi động tàng kinh, ánh trăng sáng rải khắp mặt đất. Nhìn qua giống như là phủ lên một tầng sương bạc, Lý Tín Nghĩa ngáp một cái, nói, khuya rồi, tôi di nghỉ đây. Thường Hải Long cũng tới thiên điện. Trương Dương và Trần Sùng Sơn cùng nhau quay về căn nhà đá nghỉ ngơi.
Trần Sùng Sơn nói, nghe nói mấy ngày trước cậu bị bệnh à? Trương Dương gật đầu, nói, ở Bắc Kinh nghỉ dưỡng một đoạn thời gian, còn gặp Trần Tuyết nữa. Trần Sùng Sơn quan tâm hỏi, Tiểu Tuyết sao rồi? Rất tốt, Trương Dương nói xong liền dừng lại một chút rồi nói tiếp, cô ta biết võ công. Trần Sùng Sơn cười nói, nó lúc nhỏ theo Lý đạo trưởng học một ít thứ cơ bản, chắc là thuật dưỡng sinh của đạo gia, chắc không đến mức là võ công đâu. Trương Dương gật đầu, nói, vừa rồi những bích họa mà tôi nhìn thấy trong động tàng kinh chắc là công phu luyện khí thổ nạp. Trần Sùng Sơn nói, tôi có nghe Lý Tín Nghĩa bảo, mấy chủ trì tiền nhiệm của Tử Hà Quan đều thân hoài võ công. Trương Dương từng tận mắt nhìn thấy võ công của Lý Tín Nghĩa, hắn gật đầu, nói, Lý đạo trưởng cũng là chân nhân bất lộ tướng. Tôi thấy ông ta cũng là một cao thủ võ lâm. Trần Sùng Sơn chỉ cười chứ không nói gì. Trương Dương bảo, việc khai phá núi Thanh Đài gặp chút phiền phức rồi, lần này tôi sẽ phản ánh với thị lý. Trần Sùng Sơn thở dài, nói, phát triển du lịch là chuyện tốt, có điều nếu như phát triển gặp cản trở, vậy thì không bằng để núi Thanh Đài trở về nguyên trạng đi, chỉ có thứ tự nhiên mới là đẹp nhất, sơn thủy của núi Thanh Đài một khi trở thành thương phẩm sẽ mất đi vẻ đẹp của ngày trước. Trương Dương hiểu được tình cảm của Trần Sùng Sơn đối với núi Thanh Đài, hắn nói khẽ cho dù An gia không nguyện ý đầu tư với núi Thanh Đài, thì khách thương muốn đầu tư vào nó cũng còn rất nhiều, phát triển kinh tế du lịch đã là xu thế chung, phải biết thời đại sẽ chỉ phát triển lên trước, tuyệt không thể quay đầu lại. Trần Sùng Sơn cười nói, chuyện trên chính trị tôi không hiểu, tôi cũng chẳng muốn hiểu, có điều tôi cảm thấy bất kể là lúc nào, đều đừng nên coi mảnh đất ở dưới chân là vốn để giành chính thích. Mà phải thật sự yêu quý nó, chỉ có vậy mới khiến cho núi rừng biến thành đẹp hơn. Thường Hải Long vốn muốn chụp cảnh mặt trời mọc của núi Thanh Đài, nhưng không ngờ sáng sớm lại có sương mù, cả sơn lĩnh đều bị bao trùm trong sương trắng mờ mịt, kế hoạch chụp ảnh của Thường Hải Long chỉ đành vứt bỏ. Trương Dương vốn muốn xuống núi sớm một chút, nhưng sương dày như vậy, hắn sợ lạc đường, lại thêm bên cạnh có ba anh em Thường gia, vạn nhất xảy ra chuyện sơ suất gì thì cũng không tốt, thế là lựa chọn kiên nhẫn ở trên núi đợi. Cho tới buổi trưa sương tan mới cùng ba anh em Thường ra cáo từ rời đi. Trương Dương vốn định đi đón mẹ, về Xuân Dương mới biết, cha dưỡng Triệu Thiết Sinh bị cảm lạnh, Từ Lập Hoa phải ở lại chiếu cố, Trương Dương trần mạch cho Triệu Thiết Sinh, xác định không có vấn đề gì lại tới tiệm thuốc mua ít thuốc về cho y. Sau khi đi đi lại lại, Trương Dương về tới Giang Thành thì đã là hơn 4 giờ chiều. Trên đường Thường Hải Long đề xuất tới chùa Nam Lâm dâng hương, gã mỗi lần tới Giang Thành đều không quên chuyện này. Thường Hải Tâm biết anh trai muốn lễ tạ, nguyện vọng mà lần trước gã cầu ở chùa Nam Lâm đã thành hiện thực rồi. Chương 318, anh đúng là người dối trả thượng. Tù sau khi xá lợi Phật Tổ được phát hiện ở địa cung của Nam Lâm Tự, hương khói của Nam Lâm Tự càng ngày càng hưng thịnh. Hàng ngày cứ từ 5 giờ chiều là khách hành hương tới Nam Lâm Tự nổi đuôi nhau tưởng chừng vô tận, bình thường mục đích của bọn họ chính là chiêm ngưỡng xá lợi Phật Tổ. Xá lợi Phật Tổ được cất giấu ở dưới địa cung, khách hành hương bình thường tuyệt đối không thể có cách nào chiêm ngưỡng. Đối với Nam Lâm Tự, Trương Dương được xếp vào hàng ngũ khách quý một cách tuyệt đối. Dựa vào thuyết pháp của Hòa Thượng Tam Bảo, Trương Đại Quan Nhân chính là cứu tinh của Nam Lâm Tự. Nếu như Trương Đại Quan Nhân không phát hiện ra địa cung của Nam Lâm Tự, nhà chùa đã không có sự hưng thịnh ngày này. Trương Dương đi tìm Hòa Thượng Tam Bảo, chuyện chiêm ngưỡng xá lợi Phật Tổ. Hòa Thượng Tam Bảo có thể thu xếp được, không cần phải tới làm phiền Phương Trượng Phổ Nguyễn, nhưng khi Hòa Thượng Tam Bảo nghe nói chuyện này, ông ta nói vẻ khó xử, hôm nay thì không được. Có người tham quan địa cung, hãy để ngày mai đi. Nghe vậy Trương Dương thầm tức giận, hắn liên tục dẫn khách tới thăm Nam Lâm Tự, lần nào cũng có thể đi xem nhưng tại sao hôm nay thì không được. Trương Dương trùng mắt nhân Hòa Thượng Tam Bảo, lạnh lùng nói, tôi nói cho Đại sư biết, đêm nay bạn tôi sẽ rời khỏi Giang Thành. Hòa Thượng Tam Bảo nói, thật sự không dám giấu. Bây giờ Phương Trượng và mấy vị khách quý đang đi thăm ở đó. Phương Trượng đã đích thân dặn dò là hôm nay không tiếp đón bất kỳ người nào. Trương Dương nói, người nào mà lợi hại vậy hả? Lúc này Trương Dương đã đoán rằng người mà đích thân Phương Trượng Phổ Nguyên tiếp đón nhất định có thân phận không tầm thường. Hòa Thượng Tam Bảo nói, là Kiều Tổng và Hứa Tổng của Hội Thông. Trương Dương sửng sốt. Hắn không ngờ Hứa Gia Dũng và Kiều Mộng Viên đã tới Nam Lâm Tự dâng hương. Chẳng lẽ bọn họ tới cầu duyên sao? Thường Hải Long là người thành thật, gã mỉm cười nói, như vậy đi, tôi có thể chờ sau khi bọn họ rời khỏi đây thì vào dâng hương. Mong rằng Đại sư đồng ý chuyện này. Đêm nay tôi phải quay về Lam Sơn. Tam Bảo khó xử nói, Hứa Tổng cúng tiến 10 vạn tiền quyên góp.
Điều kiện của Hứa Tổng là hôm nay chỉ bọn họ mới có quyền viếng thăm Xá Lợi Phật Tổ. Chủ nhiệm Trương với mối quan hệ của chúng ta còn phải nói gì sao? Thật sự là rất xấu hổ. Chúng tôi đã đồng ý với anh ta, đệ tử Phật môn không thể nuốt lời. Trương Dương khinh bỉ nói, không phải chỉ có 10 vạn tiền dơ bẩn sao? Cần gì phải phách lối như vậy? Nếu có khí phách ngày nào anh ta cũng quyền cho Nam Lâm tự 10 vạn tệ gì? Hòa thượng Tam Bảo thêm nghĩ trong lòng, nếu ngày nào Hứa Gia Dũng cũng quyền 10 vạn tệ, chúng ta nhất định sẽ vô tay reo mừng, nhưng hình như người này không phải là kẻ ngu, tiền quyên góp cũng có mức độ. Tuyệt đối không có khả năng người ta quyền hết tiền của mình cho nhà Phật. Khi nhìn thấy vẻ khó xử của Hòa thượng Tam Bảo, Thường Hải Thiên nói với Thường Hải Long, Hải Long, thật ra chuyện dâng hương này chủ yếu là ở lòng thành. Không nhất thiết cứ phải tới dâng hương trước Xá Lợi Phật Tổ. Đi tới đại điện cũng vậy thôi mà. Thường Hải Long gật đầu, gã đi vào trong đại điện. Trương Dương chỉ tay vào Hòa thượng Tam Bảo, quả thực trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Thường Hải Long lão đại từ xa tới đây, chỉ có một yêu cầu nho nhỏ mà chính mình không thể làm được. Mất mặt quả. Thường Hải Tâm nói, Trương Dương, cậu cũng đừng làm khó dễ vị sư phụ này. Một khi đã không tiện, không cần ép buộc người ta. Hòa thượng Tam Bảo cười nói, tôi mới cắt được cây gỗ tử đàn thượng hạng. Tôi đưa cho các vị thí chủ một ít. Trương Dương tức giận nói, không cần. Hòa thượng Tam Bảo thấy Trương Dương tức giận, trong lòng gà không khỏi bất an, gã cẩn thận nói, vậy tôi đi thương lượng với phương trượng một lát. Trương Dương đang định nói không cần thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang. Lên, Tiểu Trương không ngờ lại gặp cậu ở đây. Trương Dương quay người nhìn, hắn nhìn thấy người đàn ông trung niên họ Kiều kia đang cầm máy camera nhìn hắn tim tim cười. Trương Dương cười nói, lão Kiều, khoan hãy nói. Hai chúng ta thật sự rất có duyên, từ Xuân Dương tới Giang Thành, chỗ nào tôi cũng gặp ông. Có phải ông muốn theo dõi tôi không hà? Lão Kiều cười nói, không đâu, tuyệt đối không phải, tôi đi cùng người nhà tới dâng hương. Con bé đi dâng hương, tôi tự do đi quanh một chút, chụp mấy tấm ảnh. Nam Lâm cổ tự này thật sự có nhiều kiến trúc xưa. Trương Dương đi tới cầm tay Lão Kiều nói, thế nào, ông vui chơi vui vẻ ở Giang Thành chúng tôi chứ? Lão Kiều gật đầu nói, Giang Thành còn tốt hơn so với những gì tôi nghĩ. Trong khi hai người đang nói chuyện rất vui vẻ thì Trương Dương nhìn thấy phương trượng Phổ Nguyên cùng đi với Hứa Gia Dũng Kiều Mộng Viên ở đằng xa. Hứa Gia Dũng nhìn thấy Trương Dương, gã không khỏi trọn tròn mắt, sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, ngơ ngác. Về ngạc nhiên trên gương mặt của Kiều Mộng Viên so với của Hứa Gia Dũng chỉ có hơn chứ không kém. Miệng cô ta tròn như chữ O nhưng mãi lâu mà không khép lại. Trương Dương cười nói, Kiều Tổng Hứa Tổng hai người cũng tới dâng hương sao? Kiều Mộng Viên mỉm cười, ánh mắt cô ta chuyển tới người đàn ông trung niên, cô ta khẽ hỏi, cha cha biết anh ta hả? Hứa Gia Dũng cũng gọi, chủ Kiều. Lúc này tâm trạng Hứa Gia Dũng dỗi bời. Cho tới tận bây giờ Hứa Gia Dũng tuyệt đối không nghĩ tới việc nhìn thấy một tình cảnh này. Trương Dương gặp gỡ bố vợ tương lai của gã. Thái độ nói chuyện của Kiều Trấn Lương bí thư tỉnh Văn An rất vui vẻ. Lần này Kiều Trấn Lương đột ngột tới Giang Thành nhưng Hứa Giang Dũng gã đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nhưng gà thật không ngờ Kiều Trấn Lương lại tự đi xe tới đây. Hơn nữa trước khi Kiều Trấn Lương tới Giang Thành, ông đã tới du ngoạn Đài Sơn, cho dù gã và Kiều Mộng Viên đã đính hôn nhưng có thể nói gà và cha vợ tương lai của mình không hợp. Nếu như không có sự can thiệp của Kiều Trấn Lương, rất có khả năng bây giờ gã và Kiều Mộng Viên đã trở thành vợ chồng, cả hai vợ chồng Kiều Trấn Lương không đồng ý cho gã gặp gỡ con gái mình. Mẹ vợ mạnh truyền Mỹ khó chịu ra mặt, dù bố vợ Kiều Trấn Lương không có biểu hiện bề ngoài khiến hai bên mất lòng nhưng thực sự trong lòng ông hoàn toàn không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Hứa Gia Dũng biết mẹ vợ của mình tin vào Phật nên gã mới đích thân sắp đặt tiễn dâng hương Xá Lợi Phật Tổ. Lúc này mẹ vợ mạnh truyền Mỹ vẫn ở trong địa cung tụng kinh, em gái của Kiều Mộng Viên ở cùng với bà, đương nhiên Kiều Trấn Lương là người không tin thần Phật. Từ đầu tới giờ ông không bước chân vào địa cung, một mình ở bên ngoài ngắm cảnh chụp ảnh. Hứa Gia Dũng và Kiều Mộng Viên sợ ông ở ngoài một mình buồn nên mới ra ngoài cùng với ông. Nhưng hai người bọn họ thật sự không ngờ Trương Dương cũng ở Nam Lâm Tự. Điều càng khiến hai người bất ngờ hơn chính là hai người Trương Dương và Kiều Trấn Lương đang ở cùng với nhau, hai người nói chuyện có vẻ rất vui vẻ. Khi Trương Dương thấy hai người Hứa Gia Dũng xưng hô với Kiều Lão, hắn mới hiểu ra. Thì ra người đàn ông trung niên có khuôn mặt chất phác, đôn hậu không làm mất lòng người khác chính là cha của Kiều Mộng Viên. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân An, Kiều Trấn Lương. Trong con mắt của Trương Dương, những quan chức cấp cỡ bí thư tỉnh ủy, ít người có tác phong như Kiều Trấn Lương.
bản thân ông hoàn toàn không có tác phong quan liêu, có thể nói trông ông còn không bằng một chủ nhiệm phân xưởng bình thường. Kiều Chân Lương cười nói, thì ra mọi người cũng quen biết nhau. Kiều Mộng Viên mỉm cười nói, biết, anh ấy là Trương Dương, chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành. Bọn con là chỗ quen biết cũ. Kiều Trần Lương nhìn Trương Dương, cười nói, là con nuôi của đồng chí Quốc Quyền. Hả, trẻ quá. Trương Dương cười nói, bí thư Kiều, cháu không đáng khen ngợi như vậy, sau khi biết thân phận của Kiều Trấn Lương. Trương Dương không đảm gọi ông là Kiều lão nữa. Kiều Trấn Lương cười nói, tôi là bí thư tỉnh Vân An, không phải bí thư tỉnh Bình Hải. Cậu không cần xưng hô với tôi như vậy, cậu cứ gọi tôi là Kiều lão, dễ nghe hơn. Kiều Mộng Viên hung hăng trừng mắt với Trương Dương, thầm nghĩ trong lòng, gã oát này thật vô lễ, dám gọi cha mình là lão Kiều. Trương Dương xấu hổ, ho khan một tiếng và nói, xin ngài đừng trách tội chỉ vì cháu không biết ngài là cha của Kiều Tổng mà thôi. Kiều Trấn Lương cười nói, vì mọi người là bạn bè nên cứ gọi là chủ Kiều là được. Tôi và cha nuôi của cậu là bạn thân đó. Trương Dương lễ phép gọi một câu chủ Kiều. Trong lòng hắn hiểu rất rõ, vị này chính là con trai của Kiều lão gia, chính là nhân vật xuất sắc nhất của Kiều gia trên con đường chính trị. Năm nay Kiều Trấn Lương chỉ mới 52 tuổi, tiền đồ sau này cực kỳ tươi sáng. Chính trị chi là đồ chơi của một số ít người, càng leo lên cao, xuất thân càng quan trọng. Trương Dương không biết Kiều Trấn Lương nhưng hắn cũng biết một vài điều. Kiều Trấn Lương làm kinh tế rất giỏi. Từ khi ông tới tỉnh Vân An, kinh tế tỉnh Vân An mấy năm nay liên tục tăng trưởng. Trước đây, ở tất cả các phương diện, Bình Hải đều vượt xa Vân An nhưng mấy năm gần đây, tốc độ phát triển của Vân An rất nhanh, lúc này có thể tương đương với Bình Hải. Lúc này Mạnh Truyền Mỹ cũng đã tụng kinh xong, bà cùng Thi Duy và Phương Trượng Phổ Nguyên cùng rời khỏi địa cung. Khi nhìn thấy Trương Dương, Mạnh Truyền Mỹ cười nói, tiểu Trương lại gặp cháu. Trương Dương lễ phép nói, cháu chào cô Mạnh. Khi nghe hai người chào hỏi nhau, Hứa Gia Dũng thực sự khó chịu. Sau khi gã và Kiều Mộng Viên đính hôn, Mạnh Truyền Mỹ chưa bao giờ nói một câu thân thiết nào với gã. Lần này tới Giang Thành, bà cũng không để ý tới gã. Dù gì Hứa Gia Dung cũng không quan tâm tới chuyện này, dù gì bà mẹ vợ tương lai này cũng phản đối chuyện kết hôn của gã và Kiều Mộng Vân, bà vốn vẫn không thích gã. Khi nhìn thấy Mạnh Truyền Mỹ thân thiết với Trương Dương khiến trong lòng Hứa Gia Dũng tức giận. Gã Trương Dương này dựa vào cái gì mà được như vậy? Kiều Mộng Viên nhận ra vấn đề từ ánh mắt của Hứa Gia Dũng. Cô ta cầm tay cha mình nói, cha, chúng ta phải đi rồi. Hứa Gia Dũng ân cần nói, chú Kiều, cháu đã chuẩn bị tiệc rượu ở Tân Đế Hào để tẩy trần đón chú. Kiều Trần Lương gật đầu, ông quay sang nói với Trương Dương, tiểu Trương, cũng đi với tôi. Trương Dương cười nói, thôi chú, mọi người là người một nhà ăn cơm, cháu đi theo vô duyên lắm. Kiều Trấn Lương nói, không có ai là người ngoài. Nào đi đi, thấy cha mình chân thành mới Trương Dương. Kiều Mộng Viên đành nói, Trương Dương, cha tôi thật tâm mới anh đó. Người nói vô tâm người nhịt cố ý, lúc này Hồn Gia Dũng như uống 5 bình giấm chua, tâm trạng gã như nỗi sòng. Ánh mắt Hứa Gia Dũng nhìn Trương Dương cực kỳ đổ kỵ. Vốn Trương Dương không muốn chen vào chuyện của bọn họ nhưng hắn cũng chú ý tới thái độ của Hứa Gia Dũng. Không hiểu vì nguyên nhân gì nhưng từ khi Trương Dương có nhiều nghi ngờ đối với Hứa Gia Dũng, hắn không tự chủ được, thường cảm thấy vui mừng trên nỗi đau khổ của đối phương. Hứa Gia Dũng này càng không muốn cho mình đi, mình càng phải đi. Hắn càng khó chịu, mình càng vui vẻ. Vì suy nghĩ đó nên Trương Dương gật đầu đồng ý. Thật ra Kiều Mộng Viên cũng không muốn Trương Dương đi cùng. Gần đây cô ta và Hứa Gia Dũng thường xuyên giận dỗi với nhau, một phần nguyên nhân có liên quan tới Trương Dương. Cô ta đưa ra lời mời này chỉ vì khách sáo mà thôi. Nếu như Trương Dương là người tinh ý, anh ta hẳn không nên đồng ý nhưng anh ta lại đồng ý. Kiều Mộng Viên thầm nghĩ, nhà chúng tôi mở tiệc, anh là người ngoài không được tham dự mà còn tỏ vẻ rất vui mừng. Vậy tối nay, 6 rưỡi, Quốc Tần Nhất Hảo Tân Đế Hào. Trương Dương gật đầu nói, yên tâm, tôi sẽ tới. Kiều Mộng Viên gọi Trương Dương ra bên cạnh, cô ta thì thào căn dặn nói, lần này cha tôi tới Giang Thành chỉ với tư cách cá nhân, anh không nên để lộ. Trương Dương hiểu rõ ý tử của Kiều Mộng Viên, hắn mỉm cười nói, tôi chỉ biết ông là Lão Kiều chứ không phải Bí Thư Kiều. Kiều Mộng Vân lại tức giận trừng mắt nhìn Trương Dương. Sau khi Trương Dương đưa ba anh em thương gia về nhà máy chế biển được, hắn đi tới Hoàng gia giả Nhật với mục đích tìm Tô Tiểu Hồng lấy rượu. Trương Dương luôn có nguyên tắc làm việc của mình. Hắn quen biết Kiều Trấn Lương chỉ do duyên mà thôi. Nhìn vào tình hình trước mắt, Kiều Trấn Lương này cũng không tệ, không có kiểu cách của quan cao,
không làm người khác mất lòng khiến cho người khác rất khó tin là ông xuất thân từ một gia đình quan chức, bản thân ông lại có chức vụ cao. Với thân phận của Kiều Chân Lương, ông mời hắn uống rượu đã là rất coi trọng hắn. Là người địa phương đương nhiên Trương Dương phải bày tỏ thái độ của mình, Tân Đế Hào là sản nghiệp của Kiều Mộng Viên, cho dù Trương Dương hắn có muốn trả tiền cũng tuyệt đối không thể được. Chính vì vậy Trương Dương chỉ nghĩ tới chuyện mang theo rượu. Với chức vụ này của Kiều Chân Lương, hẳn ông đã tiếp xúc với tất cả các loại rượu ngon. Trương Dương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn muốn mang tới mấy vỏ rượu Tô Tiểu Hồng đặc biệt để trong hầm. Trương Dương rất biết thưởng thức rượu, còn một nguyên nhân quan trọng đó là Kiều Chân Lương cũng là người hay rượu. Khi Trương Dương lên tiếng muốn có rượu, Tô Tiểu Hồng không từ chối hắn. Trương Dương tới Tân Đế Hảo đúng giờ, tất cả người Kiều gia đều đã tới đông đủ ngoại trừ vợ chồng Kiều Chán Lương, chỉ có Hứa Gia Dũng, Kiều Mộng Vân và Thị Duy. Không có người ngoài. Thị Duy đứng ngoài cửa chờ Trương Dương. Khi nhìn thấy Trương Dương ôm một và rượu đi vào, thì Duy đi tới đón, nói nhỏ, tại sao bây giờ anh mới tới? Trương Dương nói, tôi tới đúng giờ. Hơn nữa tôi là khách quý. Tới sớm không phải rất mất mặt sao? Thì Duy trừng mắt nhìn Trương Dương và nói, anh đúng là không coi mình là người ngoài. Trương Dương cười tùm tim nói thật, tôi tới vì cô. Gương mặt xinh xắn của Thi Duy đỏ hồng, mặc dù cô biết gã trai này nói hưu nói vượn nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng ấm áp, cô nhỏ nhẹ căn dặn Trương Dương, tối nay anh cũng đừng nói linh tinh. Cậu, mợ tôi vẫn không đồng ý chuyện của chị họ. Trương Dương nói, tôi thèm vào, lão Kiều tìm tôi tới uống rượu. Anh, Thi Duy chỉ muốn mắng hắn mấy câu nhưng Trương Dương đã đi vào trong quốc tân nhất hào. Tâm trạng Kiều Mộng Viên nao nao khi cô ta nhìn thấy Trương Dương ôm theo một vò rượu đi vào trong. Kiều Mộng Viên kinh ngạc nói, Trương Dương, chúng tôi đã chuẩn bị rượu rồi. Trương Dương nhìn chai rượu Mao Đài trên bàn cười nói, rượu Mao Đài cũng không bằng rượu này của tôi, trước khi uống được ủ trong hầm đã hơn 40 năm rồi, tôi đặc biệt mang tới để chú Kiều thưởng thức. Trương Dương gọi chú Kiều với vẻ cực kỳ thân thiết. Hứa Gia Dũng cười nhìn Trương Dương, tuy ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng gã khắc cốt ghi tâm mối hận này. Sở dĩ ban đầu gã quyết định theo đuổi Kiều Mộng Viên, đính hôn với Kiều Mộng Viên, mục đích chính của gã chính là chỗ dựa Kiều gia. Thế nhưng ngay từ ban đầu, vợ chồng Kiều Chấn Lương đã phản đối hai người. Nếu như không có sự can thiệp của Kiều lão, Hứa Gia Dũng gã và Kiều Mộng Viên không thể đính hôn với nhau. Hứa Gia Dũng đã nhận ra sự thay đổi của Trương Dương, nhất là sau lần Trương Dương này quay về từ Bắc Kinh. Thằng danh Trương Lương này luôn gây sự với gã, luôn lợi dụng các mối quan hệ của gã, gây áp lực, tấn công gã, thậm chí còn lợi dụng Kiều Mộng Viên tấn công gã. Hứa Gia Dũng nói, chú Kiều có bệnh tiểu đường, dù rượu có ngon cũng không thể uống nhiều rượu. Kiều Chấn Lương cười nói, tiểu Hứa à, đừng luôn nhắc nhở tôi. Thân thể tôi rất tốt. Chỉ có vấn đề đường hơi cao chút thôi. Kiều Mộng Viên nói, cha, Gia Dũng chỉ quan tâm tới sức khỏe của cha thôi mà. Kiều Chấn Lương gật đầu cười nói, thật ra bất kỳ điều trị gì đi nữa thì quan trọng nhất chính là tâm lý. Mặc dù sức khỏe cha có vấn đề nhỏ nhưng trước tiên cha có một tâm lý khỏe mạnh. Chỉ có tâm lý lạc quan cha mới có thể sống khỏe mạnh. Trương Dương nói, chủ Kiều nói đúng. Bệnh tiểu đường không có gì nghiêm trọng, chỉ cần khống chế được thi như một người bình thường. Mạnh Truyền Mỹ nói, ông Kiều này, cái tật xấu uống rượu này của ông không bỏ được. Dù gì đi nữa ông đã cam kết với tôi là nhiều nhất chỉ uống nửa cần rượu. Không được uống nhiều hơn. Trương Dương mở nắp và rượu, lập tức mùi rượu thơm bay khắp xung quanh. Trong phòng ngập tràn mùi rượu thơm say lòng người. Kiều Chấn Lương hít một hơn và khen ngợi, quả nhiên là rượu ngon. Trương Dương rót cho Kiều Chấn Lương một chén đầy, rót cho Mạnh Truyền Mỹ nửa chén. Vì Hứa Gia Dũng ở đây nên Trương Dương cũng rót rượu cho Hứa Gia Dũng. Trương Dương có vẻ khó chịu. Coi như hôm nay Hứa Gia Dũng được thơm lây. Nếu như không có vợ chồng Kiều Chấn Lương, nhất định Trương Dương không rót rượu cho Hứa Gia Dũng. Hứa Gia Dũng nâng chén nói, gia đình chúng ta khó khăn lắm mới có cơ hội ở cùng nhau. Chào mừng chủ Kiều. Cô Mạnh tới Giang Thành. Nào, mọi người cùng ly. Mạnh Truyền Mỹ không hưởng ứng Hứa Gia Dũng, bà chỉ lạnh nhạt nói, dù gì cũng không phải người một nhà. Cánh tay nâng chén rượu của Hứa Gia Dũng cứng đơ. Gã hoàn toàn không ngờ bà mẹ vợ tương lai lại khiến gã bề mặt. Thì Duy kịp thời giải vây cho Hứa Gia Dũng, đúng vậy. Không phải người một nhà. Có người rõ ràng không phải người trong nhà, cần gì phải gộp vào. Nói xong thì Duy nháy mắt với Trương Dương để cho Trương Dương phối hợp với cô. Trương Dương cười tùm tim nói, bất kỳ chuyện nào cũng liên tục thay đổi. Chú Kiều, cô Mạnh,
Châu Trịnh Trọng thay mặt cho người ngoài là cháu Kinh hai người một chén. Chào mừng mọi người tới Giang Thành, thì Duy là người bạn tốt của cháu, mong hai người đứng coi cháu như người ngoài, cần cháu làm gì chỉ cần lên tiếng sai bảo là được. Mạnh Truyền Mỹ thản nhiên cầm chén rượu, bà cười vẻ thiện cảm nói Trương Dương. Cô không nói cháu, cô coi cháu như con cái vậy, cô không coi cháu là người ngoài. Trương Dương hoàn toàn hiểu ý những câu nói này của Mạnh Truyền Mỹ. Mạnh Truyền Mỹ không coi hắn là người ngoài, bà còn coi hắn chính là khẩu súng lợi dụng hắn công kích Hứa Gia Dũng. Trương đại quan nhân của chúng ta không thích bị người lợi dụng, nhưng lần này thì khác. Lợi dụng hắn để công kích Hứa Gia Dũng chính là một chuyện tốt. Bản thân hắn cũng rất thích, hắn cam tâm để bị lợi dụng. Cho dù Hứa Gia Dũng cố gắng khống chế tâm trạng của mình, nhưng vẻ xấu hổ vẫn hiện lên trên gương mặt gã. Rõ ràng bà mẹ vợ tương lai hoàn toàn không có ý nể mặt gã. Bây giờ gã đã hiểu vợ chồng Kiều Trấn Lương mới Trương Dương tới dự tiệc chính là lợi dụng Trương Dương để tấn công gã. Hứa Gia Dũng cười nói, chúng ta cùng nhau kinh chủ Kiều, cô Mạnh. Hứa Gia Dũng thay đổi rất nhanh như là không thấy sự mỉa mai của Mạnh Truyền Mỹ đối với mình. Kiều Mộng Viên vội vàng nói, cha, mẹ, mấy người bọn họ kinh hai người một ly. Kiều Mộng Vân không khỏi buồn rầu khi nhìn mẹ mình. Mạnh Truyền Mỹ nhìn thấy ánh mắt Kiều Mộng Viên, bà không khỏi động lòng trắc ẩn, bà cầm chén rượu nói với Kiều Trấn Lương, được, chúng ta cạn chén rượu này. Sau khi uống cạn chén rượu, Hứa Gia Dũng giành quyền rót rượu. Kiều Trấn Lương để cho gã rót đầy chén, nhưng Mạnh Truyền Mỹ giơ tay ngăn cản nói, tôi không uống nữa. Uống tiếp sẽ say. Hứa Gia Dũng cười khuyên nhủ nhân đôi, cô Mạnh hãy uống tiếp một chén nữa, chuyện tốt nhân đôi. Mạnh Truyền Mỹ cười lãnh đạm nói, nhân đôi chưa chắc đã là chuyện tốt. Thi Duy nói, mẹ, tuy nói nhân đôi không phải là chuyện tốt, nhưng cháu thấy chị họ và anh rể thành đôi rất hạnh phúc. Kiều Mộng Viên vội vàng ho khan, cô ta biết người em họ này chỉ muốn nói giúp hai người, nhưng cách nói chuyện vẫn thiếu suy nghĩ. Mạnh Truyền Mỹ chỉ nói, hạnh phúc hay bất hạnh chỉ có chính mình mới biết được. Hứa Gia Dũng vội vàng biểu thị quyết tâm của mình, cô Mạnh, cô cứ yên tâm. Cháu sẽ đối xử tốt với Mộng Viên. Trương Dương phụ họa theo, đúng vậy, cô Mạnh, cô cứ yên tâm. Chúng cháu đều quan tâm tới cô ấy. Có ai ức hiếp cô ấy, cháu là người đầu tiên tức giận. Kiều Mộng Viên trừng mắt nhìn Trương Dương, thầm nghĩ trong lòng, Trương Dương ơi Trương Dương, anh không phải là người tốt. Hôm nay anh tới đây chỉ gây thêm rắc rồi. Thì Duy trợn mắt nhìn Trương Dương, chuyện của hai người chị họ tôi cần gì anh xen vào. Anh đi theo làm gì? Trương Dương cười nói, không phải chúng đều là bạn bè sao, bạn bè có thời gian nên quan tâm tới nhau một chút mới tốt. Kiều Trấn Lương mỉm cười nói, đúng vậy, ở nhà dựa cha mẹ, khi đi ra ngoài phải dựa vào bạn bè, Mộng Viên ở một mình tại Giang Thành cần phải có bạn bè giúp đỡ. Tiểu Trường này, cháu và Mộng Viên là bạn bè, sau này phải giúp chú quan tâm nhiều tới Mộng Viên. Hứa Gia Dũng đỏ bừng mặt, rõ ràng vợ chồng Kiều Trấn Lương như không nhìn thấy gã. Hoàn toàn không nể mặt gã. Trương Dương biết vợ chồng Kiều Trấn Lương muốn dùng hắn làm cây súng lợi dụng chính hắn để mỉa mai Hứa Gia Dũng thể, nhưng từ khi hắn ra đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị người lợi dụng một cách sáng khoái như này. Kiều Mộng Viên nói, con không có quan hệ tốt với Trương Dương. Ngay khi con mới tới Giang Thành, anh ta đã gây nhiều khó dễ cho con. Kiều Mộng Viên cực kỳ thông minh. Cô ta đã nhận ra tình cảnh đáng xấu hổ của Hứa Gia Dũng, cô ta cố gắng chuyển mâu thuẫn sang Trương Dương. Làm phân tâm sự chú ý của cha mẹ. Giải vây cho Hứa Gia Dũng. Kiều Trấn Lương cười nói, mắc bất kỳ chuyện gì cũng không có chuyện thuận buồm xuôi gió. Con có thể đứng vững ở Giang Thành trong một thời gian ngắn chứng tỏ con gái cha rất có năng lực. Câu nói này của Kiều Trấn Lương chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ công lao của Hứa Gia Dũng. Hứa Gia Dũng là một người cực kỳ cao ngạo. Thái độ lúc này của vợ chồng Kiều Trấn Lương khiến Hứa Gia Dũng cảm thấy cực kỳ bị sỉ nhục. Bình thường một người có lòng tự tôn cực độ thường sâu thăm trong tâm hồn mình lại là sự tự ti cực độ. Điều này không có gì mâu thuẫn. Với thế lực hiện nay của Kiều Gia, Hứa Gia Dũng luôn có cảm giác cực kỳ tự ti. Sở dĩ Hứa Gia Dũng thay đổi suy nghĩ, theo đuổi Kiều Mộng Viên, nguyên nhân cơ bản là gã muốn mượn thế lực Kiều Gia báo thù. Gã muốn thay cha mình đòi lại công bằng. Nhưng ngay từ đầu vợ chồng Kiều Trấn Lương hoàn toàn không thích Hứa Gia Dũng gã. Kiều Trấn Lương biết chuyện của Hứa Thường Đức. Không lâu sau khi Hứa Thường Đức gặp chuyện Hứa Gia Dũng và Kiều Mộng Viên đính hôn. Theo suy nghĩ của Kiều Trấn Lương, ông luôn suy nghĩ kỹ càng nguyên nhân hậu quả của sự việc. Theo cách nhìn của Kiều Trấn Lương, ông cho rằng việc Hứa Gia Dũng theo đuổi con gái ông có mục đích cá nhân rất lớn, chính vì vậy ông kiên quyết phản đối chuyện con gái có quan hệ với Hứa Gia Dũng.
Cuối cùng Hứa Gia Dũng có thể đính hôn với Kiều Mộng Viên là vì được Kiều lão cho phép. Kiều lão cực kỳ yêu thương cô cháu gái này. Ông cho rằng cần phải có thái độ cởi mở trong vấn đề tình cảm của cháu gái. Việc Hứa Thưởng Đức mắc sai lầm không nên đổ lên người con ông ta. Hứa Gia Dũng là một thanh niên xuất sắc, vấn đề quan trọng nhất là yêu thích cháu gái của ông. Kiều Chân Lương đã từng có xung đột với cha mình trong vấn đề này nhưng biểu hiện của ông chỉ là không hài lòng. Quyết định của cha ông là không thể thay roi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bữa cơm này rất căng thẳng. Mấy lần Hứa Gia Dũng thử làm dịu mối quan hệ với vợ chồng Kiều Chấn Lương nhưng đều bị cả hai lạnh nhạt từ chối, trong khi đó cả hai lại nói chuyện vui vẻ với Trương Dương khiến Hứa Gia Dũng cực kỳ khó chịu. Sau khi bữa tiệc chấm dứt, thì Duy đi theo Trương Dương ra bãi đỗ xe. Trương Dương cười nói, đã muộn thế này, cô đi theo tôi không sợ người ta đàm tiếu à? Nhưng mà tôi vẫn nhắc nhở cô, tiếng tăm của tôi gần đây không tốt lắm. Thì Duy tức giận nói, Trương Dương, anh thực sự không phải là người tốt. Có phải anh rất vui mừng khi chia rẽ hai người chị họ tôi không? Trương Dương nói, Thì Duy, cô có ý gì? Trương Dương tôi là loại người đó sao? Thì Duy chỉ ngón tay vào mũi Trương Dương mắng hắn, trước đây tôi nghĩ anh dù hơi lưu manh một chút nhưng bản tính vẫn là người lương thiện, coi như có tính cách trượng nghĩa, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ anh. Anh chính là người lưu manh vô lại, anh không muốn người khác hạnh phúc. Trương Dương cười nói, tôi không chấp nhận với một cô bé như cô. Cô nói xong chưa? Nói xong thì xuống xe, ngày mai tôi còn có việc. Trương Dương định khởi động xe nhưng Thì Duy đã đoạt mất chìa khóa xe trong tay hắn, sau đó cô mở cửa xe đi ra. Trương Dương vội nói, hãy đưa chìa khóa cho tôi. Thì Duy giơ giơ chìa khóa rồi vung tay, chiếc chìa khóa hình thành một đường cong rồi biến mất trên mặt hồ cách đó không xa. Hứa Gia Dũng âm trầm khởi động xe, Kiều Mộng Viên chạy tới nói, Gia Dũng anh đừng tức giận. Hứa Gia Dũng lạnh lùng nhìn Kiều Mộng Viên nói, tôi không tức giận. Tôi có tư cách gì mà tức giận, cô là Kiều đại tiểu thư, tôi sao dám giận cô. Gia Dũng, nước mắt phiền quanh đôi mắt đẹp của Kiều Mộng Viên. Hứa Gia Dũng nói nhỏ, tránh ra, hãy để cho tôi yên tĩnh một chút. Kiều Trấn Lương đứng trên sân thượng của Tân Đế Hảo, nhìn Hứa Gia Dũng ở bãi đỗ xe, ông không khỏi thở dài. Đôi mắt đẹp của Mạnh Truyền Mỹ vẫn nhìn hình ảnh đơn độc của con gái bên dưới. Bà nói nhỏ, ông Kiều này, con gái thực sự thích cậu ta. Kiều Trấn Lương nói, bây giờ những người trẻ tuổi thật sự không đơn giản. Mạnh Truyền Mỹ không hiểu vì sao chồng mình lại nói câu đó. Kiều Trấn Lương nói, em có biết vì sao anh vẫn phải đối chuyện con gái với Hứa Gia Dũng không? Mạnh Truyền Mỹ hỏi, có phải vì cha hắn không? Kiều Trấn Lương nói, khi anh còn rất nhỏ, cha đã nói với anh một câu, anh hùng không hỏi xuất thân, tuyệt đối không được chú ý tới gia đình. Đối với Hứa Gia Dũng cho dù là học thức, tướng mạo đều rất được nhưng anh không thích cậu ta. Mạnh Truyền Mỹ nói, con gái thích cậu ta từ rất lâu rồi. Lần trước nó đột ngột từ nước Mỹ về cũng vì nguyên nhân này. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, đúng là như vậy nên lần này hai đứa chúng nó đính hôn rất đột ngột, anh không thể không nghi ngờ cậu ta có mục đích riêng. Cậu ta có thể không thích con gái chúng ta nhưng tuyệt đối không thể lợi dụng con gái chúng ta. Khi nói những câu này, trên gương mặt đôn hậu của ông lóe lên sự tàn bạo khiến ngay cả người vợ đứng cạnh ông không khỏi run bắn người. Mạnh Truyền Mỹ nói, khi nhìn thấy đành lòng, đau khổ của con gái, em thấy có gì đó không? Kiều Trấn Lương nói, có nhiều nhiều cảm giác đau đớn. Tình cảm khốn đốn không ảnh hưởng tới con bé cả cuộc đời nhưng hôn nhân bất hạnh sẽ làm nó đau khổ cả đời. Kiều Trấn Lương nhẹ nhàng nói, em có biết vì sao anh bảo Trương Dương tới đây không? Mạnh Truyền Mỹ hỏi, anh muốn dùng Trương Dương để khuấy động Hứa Gia Dũng sao? Kiều Trấn Lương nhếch miệng cười cực kỳ kín đáo, Hứa Gia Dũng căm hận Trương Dương, loại thù hận này không chỉ vì ghen ghét. Bữa cơm tối nay cho anh nhận ra một điều là Hứa Gia Dũng lòng dạ hẹp hòi. Kiều Trấn Lương dừng lại một chút rồi nói tiếp, một người đàn ông có lòng dạ hẹp hòi tuyệt đối không phải là người đàn ông tốt. Mạnh Truyền Mỹ thở dài nói, nhưng cha đã cho phép. Kiều Trấn Lương nói, cha chỉ tôn trọng quyết định của Mộng Viên. Nếu như Mộng Viên chia tay với Gia Dũng, ông cũng đồng ý với nó. Khi Hứa Gia Dũng nhìn thấy Trương Dương đứng ở ven đường đón xe, đột nhiên gã đạp. Phanh, dừng xe lại, hạ cửa sổ xe xuống. Trương Dương nhìn thấy Hứa Gia Dũng thì mỉm cười. Nếu như ảnh mắt Hứa Gia Dũng là thanh kiếm sắc bén thì lúc này thân thể Trương Dương đã bị gã đâm thành nghìn mảnh. Thế nhưng cho dù Hứa Gia Dũng có căm hận Trương Dương tới cùng cực thì gã vẫn phải tươi cười hỏi Trương Dương, không lái xe tới sao? Trương Dương mỉm cười,
hắn đi gần tới xe Hứa Gia Dũng nói, có nhưng thì Duy đã ném chìa khóa xuống hồ. Hứa Gia Dũng cười rất tươi để lộ ra hai hàm răng trắng bóc, sau đó gã nói rất rõ ràng, đáng đời. Trương Dương không khách sáo, hắn mở cửa xe sau, ngồi vào trong xe và nói, cho tôi đi nhờ một đoạn. Tây Biên sao? Hứa Gia Dũng hỏi một câu hai ý. Lúc này gã chỉ ước có thể tiễn Trương Dương lên Tây Thiên. Trương Dương cười khi nói, hãy đưa tôi tới cho ủy ban tôi ở gần đó. Hứa Gia Dũng gật đầu, lái xe đi. Con người trên thế giới này chính là động vật đối trá nhất. Hai con người này rõ ràng cực kỳ căm hận đối phương nhưng biểu hiện bên ngoài cực kỳ vui vẻ. Nếu ai đó bất chợt nhìn thấy sẽ nghĩ bọn họ là đôi bạn bè tâm giao. Chương 319, bút to như xà nhà. Gia Dũng, tôi có cảm giác cha mẹ của Kiều Mộng Viện hình như không thích anh lắm thì phải. Trương đại quan nhân càng lúc càng không có hậu đạo, lại sát muối vào vết thương của Hứa Gia Dũng, hắn phát hiện ra rằng khi Hứa Gia Dũng đau khổ, trong lòng mình lại thấy rất thoải mái. Hứa Gia Dũng nói, có thể là bọn họ cảm thấy thân phận địa vị của tôi không được tương xứng với Kiều Mộng Viện cho lắm. Ngay cả lúc này cũng bình tĩnh một cách bất ngờ, biết rõ là Trương Dương đang châm chọc mình, tâm tình ngược lại thành bình tĩnh. Trương Dương thở dài một hơi, nói có cần tôi giúp anh nói tốt mấy câu trước mặt Lão Kiều không, tôi và ông ấy cũng tính là hợp ý nhau. Hắn giáp tâm muốn bêu xấu Hứa Gia Dũng. Hứa Gia Dũng mỉm cười, nói anh không nói xấu tôi là tôi đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Trương Dương cười nói câu này của anh chẳng có chút hậu đạo nào cả, hai chúng ta tuy không phải là bạn bè tâm đầu ý hợp, nhưng cũng không phải là kẻ thù không đội trời chung, quan hệ giữa đôi bên vẫn tính là hòa hợp mà. Hứa Gia Dũng khẽ gật đầu, trong lòng thì nghĩ, hòa hợp à? Hòa hợp cái con mẹ mày, bố mày đây không đội trời chung với mày. Hắn phát hiện Trương Dương lần này sau khi trở về, cảnh giới lại được đề cao, thủ đoạn cũng được đề cao, nói chung là thằng ôn này giống như là cao thủ có võ công mới được đột phá vậy. Trên quan trường, hay là đối nhân xử thế đều có tiến bộ kinh người. Nếu như nói trước đây, hắn một mực tương an vô sự thì hiện tại Trương Dương đã bắt đầu chủ động phát khởi tiến công với hắn. Hứa Gia Dũng bắt đầu lo lắng, mình rốt cuộc là có chỗ nào để lộ ra dấu vết rồi ư. Cho nên mới khiến thằng ôn này nảy sinh lòng cảnh giác, sản sinh ra địch ý đối với mình. Hứa Gia Dũng bình tĩnh nói, anh và chú Kiều làm sao mà quen nhau vậy? Trương Dương nói, trên đường tới Xuân Dương, xe của tôi bị hỏng, ông ấy sửa giúp tôi, ông bố vợ tương lai của anh đúng là không tồi, là cán bộ lớn như vậy mà không hề có kiểu cách nhà quan chút nào, nhiệt tình với người ngoài lắm. Hứa Gia Dũng nói, có thể con người khi đạt tới một loại cảnh giới nào đó sẽ phản phát quy chân. Trương Dương nói, tôi có thể nhìn ra anh hiện giờ đang giận tôi. Hứa Gia Dũng gật đầu, nói tôi không những tức giận mà còn đố kỵ nữa cơ, tôi đố kỵ bọn họ vì sao đối với anh lại tốt như vậy, còn đối với tôi thì lại xa cách đến thế. Trương Dương nói, đó là bởi vì bọn họ nhìn anh như con rể tương lai, cho nên tất nhiên là phải soi mói anh, còn tôi chỉ là một người bạn bình thường. Chẳng có liên quan gì tới họ cả, trong mắt họ tôi cũng không có gì quan trọng, kỳ thật anh nên vui vẻ mới đúng, người soi mói anh chứng tỏ là coi trọng anh đó. Hứa Gia Dũng nói, anh dạy tôi đấy à? Trương Dương nói, chuyện của mình chỉ có thể tự mình giải quyết. Hứa Gia Dũng mỉm cười, nói, nếu như anh là tôi thì sao? Nếu như tôi là anh, ở trên kinh tế sẽ vạch rõ giới hạn với Kiều gia, không dựa vào bất kỳ quan hệ nào của nhà họ. Câu này của Trương Dương rõ ràng là đang nói Hứa Gia Dũng dựa vào quan hệ của Kiều Mộng Việt, đánh người không đánh mắt, mắng người không vạch khuyết điểm, hôm nay Trương Dương đặc biệt chọn đúng tim Hứa Gia Dũng mà đâm. Hứa Gia Dũng cũng không nhịn được nữa rồi, người ta khi phụ hắn tới mức này, đổi lại là ai cũng không nhịn nổi. Hứa Gia Dũng cười lạnh, nói, không phải là mỗi người đều vậy ư, anh cũng có vận khí của anh đấy thôi, nếu như tôi là anh, tôi cũng lăn lộn trên quan trường rồi. Phía sau có nhiều quan hệ như vậy làm đòn bẩy. Nhất định có thể một bước lên mây. Trương Dương cười nói, kỳ thực anh rất thích hợp đấy, làm quan có hai yếu tố lớn, một là phải giỏi nắm cơ hội, còn hai là phải mặt dày tim đen. Hứa Gia Dũng nói, xem ra anh có cả hai thứ. Trương Dương nói, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ở phương diện nào cũng thiếu hỏa hầu, nếu không thì cũng không phải luôn bị người ta chơi sau lưng. Hứa Gia Dũng cười ha ha. Nói, con người ta không thể nào vĩnh viễn gặp may mắn được. Trương Dương nói, tôi cảm thấy mình gần đây luôn luôn xui xẻo, vận khí cũng nên rơi xuống đầu tôi rồi. Hứa Gia Dũng nói, chẳng lẽ anh chưa từng nghe nói phúc vô song trí, họa bất đan hành ư? Trương Dương mỉm cười, nói, vận khí của anh xem ra tốt hơn tôi nhỉ.
Hứa Gia Dũng nói, tất cả của tôi đều là dựa vào nỗ lực của bản thân mới có được. Cho nên vận khí chẳng có ảnh hưởng lớn đối với tôi. Trương Dương nghĩ thầm, mày con mẹ nó đều dựa vào nỗ lực, dựa vào bản sự của mình ư, còn tao là dựa vào vận khí, dựa vào quan hệ bám váy đàn bà à. Tao xxx cả nhà mày. Hắn thở dài, nói tôi lại không thấy vậy, mà luôn có cảm giác anh hình như phải chuyển vận rồi. Xe đã đi tới trước cửa chính phủ thành phố, Hứa Gia Dũng đạp phanh, nói tôi tin nhân định thắng thiên. Trương Dương đẩy cửa xe, trước khi bước xuống liền nói với Hứa Gia Dũng, có một số người đã được định trước là người thất bại, có tự tin đến mấy cũng vô dụng. Vẻ mặt của Hứa Gia Dũng đột nhiên biến thành lạnh lùng, chậm rãi kéo cửa xe lên, lộ ra nụ cười lạnh lùng âm hiểm. Nhìn chiếc xe của Hứa Gia Dũng đi xa, Trương Dương lắc lắc đầu, kéo cổ áo dựng lên, chậm rãi bước về phía nơi ở của mình. Đi tới dưới lầu, nhìn thấy xe hoàng quan của Hồ Nhân Như vừa hay lái tới, Trương Dương dừng chân, đợi xe hoàng quan đỗ lại ở bên cạnh mình. Hồ Nhân Như từ trong xe thò đầu ra, mỉm cười nói, em nhìn thấy anh từ trước rồi. Trương Dương kéo cửa xe ngồi vào, một mực theo đuôi anh đấy à? Hồ Nhân Như nói, em còn cho rằng anh cùng gì từ tới nhà gỗ. Trương Dương nói, mẹ anh tạm thời ở lại Xuân Dương chăm sóc cho chú Triệu. Hồ Nhân Như gật đầu, nói nhỏ, vừa rồi hình như là Hứa Gia Dũng đưa anh về à? Mắt tinh nhỉ, đúng. Anh tham gia gia yến của Kiều Gia, gã thuận đường đưa anh về. Nói tới đây, Trương Dương đột nhiên nhớ tới vẫn chưa ăn cơm, đi, dừng xe lại, chúng ta ăn cơm ở đầu phố. Hồ Nhân Như gật đầu, dừng xe lại, cùng Trương Dương muốn đi ăn đồ nướng, nhưng tới bên ngoài mới phát hiện không còn quầy thịt nướng nào, gần đây đang xây dựng thành phố vệ sinh, nghiêm khắc càn quét tiểu thương chiếm vỉa hè kinh doanh, cho nên chợ đêm làm đồ nướng đó trên cơ bản không còn bày hàng nữa, không ai muốn ngược gió gây án cả. Trương Dương vốn cũng không phải là đói lắm, nhưng khắp đường ngay cả một quán ăn cũng không thấy, lập tức cảm giác đói càng cường liệt hơn. Hồ Nhân Như ở quán đồ ăn chín mua một con vịt kho, một gói lạc, hai người quay về nhà, gần đây bởi vì Tần Hoan có bệnh, trên cơ bản đều liên tục bôn ba ở hai phía biệt thự gỗ và bệnh viện, cũng không hay tới nơi này lắm, cho nên trong tủ lạnh cơ bản là trống rỗng. Hồ Nhân Như bỏ con vịt và túi lạc ra, đặt lên bàn, lại mở cho Trương Dương một bình rượu. Nói với hắn, anh ăn trước đi, em đi làm mì cho anh. Trương Dương kéo tay cô ta lại, nói, đừng gấp, uống cùng anh mấy chén đã. Hồ Nhân Như gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh hắn, rót đầy một cốc thủy tinh cho Trương Dương, rồi định đi lấy một cái chén cho mình, Trương Dương nói, dùng một cái được rồi. Hắn uống một ngụm, sau đó đưa cốc thủy tinh cho Hồ Nhân Như, Hồ Nhân Như nhấp một ngụm, khẽ gắt, thích để em uống nước miếng của anh à. Trương Dương cười tủm tỉm. Nói, em không uống nước miếng của anh thì thích uống cái gì? Ánh mắt không mang theo hỏa ý nhìn lướt một vòng trên người Hồ Nhân Như. Hồ Nhân Như bị hắn nhìn cho mặt đỏ ửng, tim đập mạnh, vung tay đấm nhẹ một cái vào ngực hắn, nói, lưu manh. Trương Dương thò tay ta ôm eo cô ta, hôn một cái lên miệng cô ta. Hồ Nhân Như khúc khích, nói, đáng ghét, miệng như bôi mỡ. Trương Dương nói, có biết tối nay anh làm gì không? Hồ Nhân Như lắc đầu. Vừa rồi thấy Trương Dương đi cùng với Hứa Gia Dũng, cô ta cũng rất hiếu kỳ, nhưng tính cô ta là vậy, Trương Dương không chủ động nói thì cô ta cũng không đi hỏi. Cô ta biết mình ở trong lòng Trương Dương có lẽ không phải là người được yêu nhất, nhưng lại là người hiểu Trương Dương nhất. Trương Dương không những coi Hồ Nhân Như là người yêu, mà còn coi cô ta là bạn bè và là đối tượng để tâm sự. Hồ Nhân Như đầu óc tỉnh táo lý trí, rất nhiều lúc nhận thức sự việc còn thấu triệt hơn cả hắn. Hồ Nhân Như nghe Trương Dương kể lại từ đầu tới cuối cuộc ăn tối hôm nay, không khỏi cười nói, anh đó, người ta thường nói, thà dỡ 10 tòa miếu chứ không hủy một cuộc hôn nhân, anh đúng là khuyết đức, làm vậy rõ ràng là muốn chia rẽ Kiều Mộng Viện và Hứa Gia Dũng, hai vợ chồng người ta chỉ sợ là hận anh đến thấu xương rồi. Trương Dương nói, cho dù là không có chuyện này thì Hứa Gia Dũng cũng hận anh tới thấu xương rồi. Anh cảm thấy gã luôn có địch ý với anh cũng không ngại để gã hận thêm một chút. Hồ Nhân Như cười nói, em từ trước đến giờ chưa từng thấy anh ghét ai tới mức này, anh có phải là tính sổ những lời đồn đại trước kia về anh lên đầu gã không? Trương Dương nói, có 8-9 phần 10 là gã làm. Kỳ thực tối hôm đó anh bị hai vợ chồng Kiều Trấn Lương coi là súng để sử dụng, bọn họ căn bản không thích Hứa Gia Dũng, sở dĩ họ đáp ứng Hứa Gia Dũng và Kiều Mộng Viện đính hôn là bởi vì Kiều Lão gật đầu. Trương Dương một khi bắt đầu hoài nghi Hứa Gia Dũng, liền bất giác liên hệ những chuyện xảy ra gần đây với gã, hắn tuy không có chứng cứ,
nhưng hắn biết Hứa Gia Dũng trước giờ luôn mang đầy hận ý với mình, gã sẽ không bỏ qua cơ hội để đối phó mình. Hồ Nhân Như nói, tên Hứa Gia Dũng này tâm thuật bất chính, gã đính hôn với Kiều Mộng Viện mục đích chính là dựa vào tòa núi Kiều Gia, hai vợ chồng Kiều Trấn Lương khẳng định là nhìn ra điểm này, cho nên mới phản đối. Trương Dương nói, tối nay lúc ăn cơm, hai vợ chồng Kiều Trấn Lương căn bản không thèm nể mặt gã, khiến cho Hứa Gia Dũng rất mất mặt. Hồ Nhân Như nói, cho nên anh mới tương kế tự kế, cam tâm làm vũ khí cho họ. Trương Dương đắc ý cười nói, làm vũ khí mà vui như vậy là lần đầu tiên đấy. Hồ Nhân Như nói, Kiều Gia không phải là gia đình bình thường, em thấy anh hay là anh bớt nhúng tay vào là tốt nhất. Trương Dương nói, con người của Kiều Trấn Lương trông rất hiền hậu, tươi cười hòa ái, tính tình lại nhiệt tâm, sao nhìn thế nào cũng chẳng thấy giống một bí thư tỉnh ủy, trên người không hề có nhiều kiểu cách nhà quan, dạng quan to như vậy thật là hiếm thấy. Hồ Nhân Như nói, con người ta không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo đếm, có lẽ người ta là quang mang ẩn giấu, nói chung em tin rằng y đã có thể làm tới chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân An, tất nhiên có mặt không tầm thường, tuyệt đối không chỉ dựa vào bối cảnh gia đình mà có thể trèo lên được vị trí cao như vậy. Trương Dương nói, một bí thư tỉnh ủy, không ngờ lại giản dị như vậy, cùng vợ lái xe tới Giang Thành chơi. Hồ Nhân Như nói, ít nhất phải có lộ trình 600-700 km, đại lão như y từ xa tới đây, chẳng lẽ chính là để quan sát Hứa Gia Dũng? Xem tình hình đầu tư của họ ở Giang Thành, em nghĩ chắc không cần thiết phải vậy, với thân phận của y, muốn hiểu những chuyện này chỉ cần một cú điện thoại là được rồi. Trương Dương nói, có khi y muốn can thiệp vào chuyện hôn nhân của con gái. Hồ Nhân Như trợn mắt lườm Trương Dương, anh hình như rất hưng phấn thì phải, Hứa Gia Dũng và Kiều Mộng Viện chia tay nhau thì anh sao mà phải cao hứng. Chẳng lẽ anh có ý đồ gì với Kiều Mộng Viện ư? Trương Dương cười nói, anh không phải như vậy đâu, anh đối với Kiều Mộng Viện trước giờ không có ý đồ gì cả, con người của cô ta tâm cơ quá nặng. Con gái phải đơn thuần một chút mới tốt. Hồ Nhân Như nói, em cũng có tâm cơ, anh có phải là cũng không thích em không? Trương Dương nói gì vậy? Em đây gọi là thông minh, bên ngoài xinh đẹp bên trong thông minh, em có tâm cơ với người khác, nhưng lại như tờ giấy trắng với anh vậy. Hồ Nhân Như gắt, nói bậy, cho dù là một tờ giấy trắng thì hiện tại cũng bị cây bút to của anh vẽ cho nguệch ngoạc rồi. Nói xong mặt lại đỏ lên, xấu hổ nói, cái tên lưu manh này, cứ cố bẫy em thôi. Trương Dương cười khổ không thôi, nói, anh bẫy em lúc nào, tự em nói những lời lưu manh mà, còn đổ lên đầu anh nữa. Hồ Nhân Như đứng dậy. Không nói chuyện với anh nữa, em xuống dưới đây. Trương Dương nắm lấy tay cô ta, kéo lại ngồi lên đùi mình, hôn lên dái tai cô ta, nói, anh muốn vẽ lên tờ giấy trắng em một chút. Hồ Nhân Như bị hắn hôn cho thở hổn hển, đẩy hắn ra, nói, còn chưa ăn cơm. Không đói, Trương Đại Quan Nhân nói thật, gần đây ở trong biệt thự gỗ, mẹ hắn soi hắn rất kỹ, hắn mỗi ngày đều cô đơn gối chiếc ngủ không ngon, ngay cả cơ hội thân cận Hồ Nhân Như cũng không có. Lúc này coi như là đợi được cơ hội rồi, sao có thể bỏ qua được. Hồ Nhân Như bị hắn nói cho tim đập loạn xạ, trong lúc ngây ngất đã bị thằng ôn này ôm lấy chạy vào phòng ngủ. Trương Đại Quan Nhân thoáng cải đã cởi xong quần áo, đang chuẩn bị hành xử thì lại bị hai tay Hồ Nhân Như chặn trước ngực, mặt xinh đỏ rực lên, nói, anh còn chưa nói rõ với em là anh rốt cuộc bị bệnh gì. Trương Đại Quan Nhân bực bội nói, đã nói cả 800 lần rồi còn gì, viêm đường tiết niệu. Hồ Nhân Như cố ý trêu hắn, liệu có truyền nhiễm không? Có, chính là muốn truyền nhiễm cho em. Trương Đại Quan Nhân như hổ đói vồ mồi lao tới, Hồ Nhân Như phát ra một tiếng hét yêu kiều, đôi chân thon dài trắng nõn quấn chặt lấy người Trương Dương, chặt đến nỗi như muốn vắt kiệt nước trong người Trương Dương ra, thân hình mềm mại đẫy đà run rẩy ở bên dưới Trương Dương, cô ta ghé vào tai Trương Dương, thì thào, đồ xấu xa, thế nào em cũng chịu hết. Chấm chấm. Vợ chồng Kiều Trấn Lương vào sáng sớm ngày hôm sau đã đòi đi. Bọn họ thậm chí còn không đề xuất tới công ty hối thông xem thử. Tuy Kiều Mộng Viện đã giải thích vô số lần, Hứa Gia Dũng là nhờ vào năng lực của mình để lôi kéo những nhà đầu tư mạo hiểm, cho nên mới có thể đầu tư được một cơ sở sản xuất IT có quy mô lớn như vậy ở Giang Thành. Nhưng trong mắt vợ chồng Kiều Trấn Lương, không có con gái mình giúp đỡ, không dựa vào sức ảnh hưởng của Kiều Gia, Hứa Gia Dũng căn bản là không thể nào có được thành tựu hiện tại. Kiều Mộng Viện nhìn đồng hồ, mới có 6 rưỡi, thái độ của cha mẹ đã vô cùng rõ ràng, bọn họ vẫn không công nhận cuộc hôn sự này. Kiều Mộng Viện bĩu môi, nói cha, mẹ, Gia Dũng sắp đến rồi, cùng nhau ăn sáng đã rồi hẵng đi. Mạnh Truyền Mỹ từ trước đến giờ luôn phu sướng phụ tùy,
Bà ta thở dài, nói, cha mẹ chẳng có gì để nói với anh ta cả, cha mẹ đi sớm một chút, cố gắng tới được Đông Giang vào buổi trưa. Cha con còn phải đi gặp mấy người bạn cũ nữa. Kiều Mộng Viện thấy cha mẹ kiên quyết như vậy, cũng chỉ đành gật đầu. Lúc Hứa Gia Dũng lái xe tới, vợ chồng Kiều Trấn Lương đã đi rồi. Từ sau cuộc gặp mặt ngày hôm qua, Hứa Gia Dũng trong lòng một mực không được vui, vợ chồng Kiều Trấn Lương bỏ đi, chẳng khác nào đã chứng tỏ rõ thái độ của họ, bọn họ vẫn kiên quyết phản đối hôn sự của mình và Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện biết trong lòng Hứa Gia Dũng rất khó chịu, nhẹ nhàng khuyên, Gia Dũng, đừng để trong lòng, cha mẹ em là vậy đó, chuyện mà họ đã công nhận rất khó thay đổi, cho họ thêm thời gian đi, em sẽ từ từ thuyết phục họ mà. Hứa Gia Dũng nói, thuyết phục cái gì? Thuyết phục họ đồng ý chuyện của chúng ta. Hứa Gia Dũng gật đầu, nói, em muốn làm thế nào thì làm. Kiều Mộng Viện nhíu mày, nói, Gia Dũng, anh nói vậy là có ý gì? Thái độ của cha mẹ đã khiến cô ta rất đau khổ, nhưng phản ứng của Hứa Gia Dũng còn khiến cô ta thương tâm hơn. Hứa Gia Dũng cười lạnh, nói, trong lòng họ vốn không coi trọng anh. Kiều Mộng Viện lắc đầu, nói, anh hiểu lầm rồi, cha mẹ em không phải là người thế lợi. Hứa Gia Dũng cười ha ha một tiếng, gã ngẩng đầu lên nhìn mây đen đầy trời, nói, đúng vậy, anh không có chỗ nào đáng để họ coi trọng cả. Kiều Mộng Viện vươn tay ra nắm lấy cổ tay Hứa Gia Dũng, tới giờ anh vẫn chưa hiểu lòng em ư. Em mặc kệ bọn họ thấy thế nào, nói những gì, em chỉ muốn được ở cùng anh thôi, ông nội đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi, cha em nhất định sẽ thuận theo ý kiến của lão nhân ra mà. Hứa Gia Dũng nhìn Kiều Mộng Viện, trong mắt của y lấp lánh vẻ đau khổ, Mộng Viện, tình cảm không thể nào bố thí được. Em không có, Kiều Mộng Viện lớn tiếng nói. Hứa Gia Dũng chậm rãi lắc đầu, anh là đàn ông, anh còn có chút tự tôn tối thiểu. Kiều Mộng Viện còn định nói tiếp thì Thời Duy từ đằng xa đi tới, Thời Duy thấy tình cảm của hai người, cho rằng hai người lại cãi nhau. Không khỏi thở dài, nói, hai người xong chưa, tốt cũng là anh chị, xấu cũng là anh chị, từ sáng tới tối cãi nhau, anh chị không phiền nhưng em nhìn thấy chán lắm. Hứa Gia Dũng cố nặn ra một nụ cười, nói, Thời Duy, anh và chị em đang tâm sự, không phải là cãi nhau. Gã lại nói với Kiều Mộng Viện, anh về công ty xem thế nào, hai ngày nữa Kim Tiên Sinh của tập đoàn Lam Tinh sẽ tới, anh đi chuẩn bị một chút. Kiều Mộng Viện biết gã không nói dối, Kim Thượng Nguyên của Lam Tinh lần này tới là muốn xem tình hình lắp đặt và vận hành thử dây chuyền sản xuất, Hối Thông trên dưới đều rất coi trọng chuyện này, bọn họ phải đảm bảo vạn vô nhất thất, trình diện mặt tốt nhất của Hối Thông cho Kim Thượng Nguyên xem. Cô ta rất ân ẩn nói, ăn xong cơm sáng đã rồi hẵng đi. Hứa Gia Dũng lắc đầu, anh tới công ty ăn. Thời Duy nhìn bóng lưng của Hứa Gia Dũng, thở dài, chị họ, em cảm thấy anh rể gần dây có chút không đúng, anh ấy có phải là ăn giấm chua không? Kiều Mộng Viện nói, đừng có nói mò, cái này có liên quan gì tới Trương Dương đâu. Thời Duy nói, cậu em đâu? Kiều Mộng Viện nhíu mày buồn bã, nói, đi rồi, nhìn thấy em đang ngủ nên không đánh thức. Thời Duy thốt lên kinh ngạc, đi rồi ư, sao không ở thêm một ngày? Kiều Mộng Viện không nói gì, trong lòng biết rõ lần này cha mẹ đi vội vàng như vậy là bởi vì không thích Hứa Gia Dũng. Thời Duy phẫn uất nói, khó lắm mới có một cơ hội khôi phục quan hệ, toàn bộ đều bị tên hỗn đản Trương Dương này phá rối, em phải đi tính sổ với hắn. Kiều Mộng Viện nói, đừng có làm bậy. Thời Duy nói cho chị biết một chuyện rất vui nhé, hôm qua em ném chìa khóa của hắn xuống hồ đấy. Nói xong liền cười khúc khích. Kiều Mộng Viện biết em gái có cái tính làm việc bất kể hậu quả, bất lực thở dài, nói, được rồi, chỉ biết làm loạn thôi, đi ăn sáng đi, sáng ngày hôm nay An Đạt Văn tới Giang Thành, chúng ta phải bàn với anh ta về vấn đề tiến độ công trình. Hồ Nhân Như tựa sát vào lòng Trương Dương, cả người mềm oặt vô lực, phong tư lười biếng ai thấy cũng yêu, cô ta nhìn Trương Dương, buồn bã nói, thật sự là không chịu nổi anh, còn dày vò em như vậy nữa. Em nghĩ tờ giấy trắng em sớm muộn gì cũng bị anh chọc cho cả ngàn lỗ thủng. Trương Dương cười nói, em không phải là cổ vũ anh vẽ lên tờ giấy trắng em ư. Hồ Nhân Như cực kỳ vũ mị liếc hắn một cái, trong thiên hạ có người vẽ tranh như anh à. Trương Dương cười nói, anh vẽ không đẹp ư. Bút tẩu long xà, hành vân lưu thủ đó. Hồ Nhân Như gắt, bút to như xà nhà mới đúng. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, ôm chặt lấy thân hình thon thả của Hồ Nhân Như vào lòng. Nói, hay là anh lại dùng bút to như xà vẽ thêm lần nữa nhé. Hồ Nhân Như trông rất đáng thương, nói, em tin rồi, anh ở Bắc Kinh thật thà lâu như vậy, em sợ rồi, hôm nay tha cho em có được không?
Trương Dương vừa mở điện thoại, Hồ Nhân như nhân cơ hội đẩy hắn đi ngay, cô ta quả thật là không chịu nổi thằng Ôn này tiếp tục giày vò nữa. Trương Dương nhận điện thoại, nhưng không ngờ lại là Kiều Trấn Lương gọi tới, hắn quấn chăn đứng dậy, cung kính nói, chú Kiều, sao sớm vậy đã gọi điện thoại tới rồi, có phải là muốn cùng đi uống trà không? Tiếng cười của Kiều Trấn Lương rất vang, Trương Dương, tôi rời khỏi Giang Thành rồi, đặc biệt nói với cậu một tiếng, sau này có cơ hội tới Vân An chơi nhé. Trương Dương hơi ngây ra, thật sự không hiểu Kiều Trấn Lương sao lại đi sớm như vậy, hắn rất khách khí nói, chú Kiều, đừng đi gấp mà, Giang Thành còn có nhiều nơi chú chưa tham quan. Cháu còn muốn mời chú đi ăn cơm trưa nữa. Sẽ có cơ hội mà. Vừa gác điện thoại thì An Ngữ Thần lại gọi tới, Trương Dương lúc này mới nhớ ra An Đạt Văn về Giang Thành, hắn đã đáp ứng An Ngữ Thần phải cùng An Đạt Văn đi khảo sát quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm rồi. Giọng nói của An Ngữ Thần rất do, Trương Dương, anh làm cái gì vậy? Nói lời mà không giữ lấy lời, A Văn đã xuống máy bay rồi. Trương Dương vội vàng nói xin lỗi, bỏ qua quan hệ với An gia không nói tới, An Đạt Văn cũng là khách quý của Giang Thành, gã hiện tại là người nắm quyền trên thực tế của An gia. An gia lại là một trong những người đầu tư có ảnh hưởng nhất ở Giang Thành. An Ngữ Thần có chút không cao hứng, nói chúng tôi đang tới quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm, anh muốn tới thì đi đi. Nói xong liền hậm hực gác điện thoại. Trương Dương cười khổ lắc lắc đầu, tính tình của nhóc đồ đệ này nóng nảy thật. Hồ Nhân Như nhìn ra Trương Dương có việc phải làm, ôn nhu nói, đi mau đi, tẹo nữa em giúp anh dọn dẹp nhà cửa. Trương Dương gật đầu, nói, buổi trưa anh có thể phải tiếp đi An Đạt Văn, em tới bệnh viện giúp anh chăm sóc Tần Hoan nhé, nói với nó rằng tối nay anh sẽ tới. Yên tâm đi. An Đạt Văn nhìn ra chị mình đang tức giận, không khỏi cười nói, chị, tức giận làm gì? An Ngữ Thần nói, tên Trương Dương này đúng là hỗn đản, đã nói là cùng chị tới đón em, vậy mà tắt máy cho tới tận giờ. An Đạt Văn nói, em lần này tới là để khảo sát quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm, chứ không phải là đi gặp bạn. Và lại, em và Trương Dương cũng không tính là thân thiết, chỉ là quan hệ công việc thôi. Gã dừng lại một chút, ý vị thâm trường cười nói, không giống như hai người. An Ngữ Thần nói, bọn chị làm sao? Bọn chị là quan hệ bạn bè. An Đạt Văn cười cười không nói gì. An Ngữ Thần thò tay ra gõ lên đầu gã một cái, nói cười cái gì? An Đạt Văn vẫn cười. An Ngữ Thần nói, còn cười nữa là chị đập em đó. Nhưng khóe miệng cô ta cũng lộ ra nụ cười. Hai chị em vừa cười nói vừa đi tới công trường quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm. Kiều Mộng Viện và Thời Duy mang theo người phụ trách hạng mục đang đợi ở bộ chỉ huy, đón hai chị em An Ngữ Thần lên tầng 2 của bộ chỉ huy. An Đạt Văn đề xuất tới hiện trường công trường xem thế nào. Kiều Mộng Viện và An Đạt Văn sau mấy lần tiếp xúc, đã biết rằng gã tuy tuổi tác không lớn, nhưng đầu óc và nhãn quang lại khá già dặn. Người ta tới Giang Thành không phải là để vui chơi. Từ sau khi Kiều Mộng Viện gia nhập vào kế hoạch của quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm, cô ta thông qua quan hệ từ phía chính phủ lấy được một mảnh đất, để quy mô vốn có của quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm mở rộng thêm 1/3, phía công trình cụ thể cũng do cô ta phụ trách, còn đơn vị thi công là tập đoàn Phong Dụ của Lương Thành Long. An Đạt Văn sau khi thị sát một vòng, tỏ ý rất hài lòng với tiến độ công trình hiện tại, mấy người vào văn phòng ngồi. Không lâu sau Trương Dương tới nơi, hắn không tìm thấy chìa khóa của xe Jeep, cho nên không lái xe tới, nhìn thấy Thời Duy thì không khỏi trừng mắt lườm cô ta, chuyện cô làm hay lắm. Thời Duy cười đắc ý. Trương Dương không thèm tranh luận với cô ta, bước tới bắt tay với An Đạt Văn, An Tổng hoan nghênh anh tới Giang Thành. An Đạt Văn cười nói, chữ này dùng rất hay, chứng tỏ chúng ta đã là bạn bè rồi. Trương Dương sau khi xác định bạn gái Amy của An Đạt Văn không tới theo mới yên tâm, con bé đó là một nhân vật tương tự, chỉ cần cô ta theo tới khẳng định là phiền phức sẽ tới không ngừng. Tuy quan hệ giữa Trương Dương và An gia bày ra đó, nhưng hiện tại hắn tới là đại biểu cho phía quan phương, đại biểu cho phòng chiêu thương của Giang Thành, có những lời khách sáo vẫn cứ phải nói ra. Hắn mỉm cười, bảo, An Tổng có hài lòng với tiến độ của công trình không? An Đạt Văn gật đầu, nói, hài lòng. Cảm ơn chính phủ Giang Thành đã ra sức ủng hộ. An Ngữ Thần nói, sao cảm thấy hai người nói chuyện giả tạo thế nhỉ? Kiều Mộng Viện cười bảo, trong thương giới có ngôn từ của thương giới, hiện tại vẫn chưa tới lúc nói giao tình. Trương Dương lưu ý thấy Kiều Mộng Viện mặt mày có vẻ mệt mỏi, có một loại tiêu tụy khó nói thành lời, đoán rằng tối qua cô ta khẳng định là không được nghỉ ngơi tử tế, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia áy náy, bước tới cầm lấy bình nước khoáng mà Thời Duy đưa uống một ngụm. Nói, Hứa Tổng sao không tới à?
hắn không phải là cố ý nhắc tới Hứa Gia Dũng, mà là cảm thấy trong loại trường hợp này Hứa Gia Dũng nên có mặt, chẳng lẽ bởi vì chuyện tối hôm qua mà giữa Hứa Gia Dũng và Kiều Mộng Viện sản sinh ra rạn nứt gì ư? Kiều Mộng Viện cười nhạt, nói, phía Hối Thông rất bận, Kim Thượng Nguyên Tiên sinh tuần sau tới thị sát tình hình lắp đặt dây chuyền sản xuất, Gia Dũng đang tích cực chuẩn bị, gần đây cũng không được nghỉ ngơi. Phía quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm đều do tôi phụ trách, anh không cần phải hỏi. Trương Dương nói, có một số người thật sự là sống trong phúc mà không biết phúc, có vợ hiền nội trợ như vậy ở bên cạnh, thật sự là niềm mơ ước của nam nhân chúng tôi. Thời Duy nói, anh không phải là nam nhân tốt, nam nhân trên thế giới này nếu đều như anh, tôi kiến nghị tất cả đàn bà con gái đều nên cầm theo một khẩu súng ngắn. Trương Dương cười nói rất chí lý, nam nhân chúng tôi đều như vậy, có thế thì cơ hội chơi súng của nữ nhân mới có nhiều. Thời Duy mặt đỏ bừng, cả nửa ngày sau mới nói ra được một câu, lưu manh thành tính. Ăn ngữ thần cười khúc khích thành tiếng, tỏ ý rất tán đồng với cách nói của Thời Duy. Trương Dương chỉ coi như là không nghe thấy, mỉm cười nói với An Đạt Văn, An tiên sinh lần này tới có phải là còn muốn đi xem núi Thanh Đài không? Phát triển du lịch núi Thanh Đài là một trong những hạng mục đầu tư quan trọng của An gia, hiện giờ công trình phía đó rơi vào trạng thái đỉnh đốn, có liên quan tới việc An gia không kịp thời chi trả tiền mặt, cho nên Trương Dương cố ý đưa đề tài về đây. An Đạt Văn trả lời rất xảo diệu, tôi chắc chắn là phải tới tế bái mộ của ông nội rồi. Hắn tránh nặng tìm nhẹ vấn đề phát triển núi Thanh Đài. Trương Dương mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể tiếp tục đào sâu vấn đề này. Trong lòng hắn mắng thầm vô thương bất gian, thằng ôn này cũng không phải là hạng tốt lành gì. An Đạt Văn nói, thêm 3 năm nữa là Hương Cảng quay về rồi. Kiều Mộng Viện nói, đúng vậy, qua trăm năm bể dâu cuối cùng cũng quay về lòng tổ quốc, đó là một chuyện vui lớn của Trung Hoa chúng ta, giải quyết được một tâm nguyện của quốc nhân. An Đạt Văn nói, hiện tại rất nhiều người Hương Cảng đang thấp thỏm. Trương Dương nói, thấp thỏm cái gì? Pháp luật trên cơ bản cũng chỉ rõ rồi. Người lãnh đạo của quốc gia cũng lên tiếng rồi, 50 năm không đổi, Hương Cảng vẫn là Hương Cảng của ngày xưa, một nước hai chế độ, có gì mà phải thấp thỏm. An Đạt Văn nói, không phải là sợ lợi ích của mình phải chịu ảnh hưởng ư. Gần đây xuất hiện làn sóng di dân quy mô nhỏ rồi. Kiều Mộng Viện thở dài, nói thật sự không hiểu bọn họ nghĩ gì nữa, bị thực dân nhiều năm như vậy, hiện tại quay về, bản thân lại không muốn nhận mẹ. Trương Dương nói, tôi thấy những người này không có chút tự trọng nào, bị nô dịch quen rồi, bị ngược đãi quen rồi, nếu không bị ngược đãi thì thấy không thoải mái, cho bọn họ làm chủ họ không muốn, chỉ một lòng muốn làm nô tài thôi. An Đạt Văn nói, trước tiên là chế độ bất đồng, rất nhiều cảng nhân không có đủ lòng tin đối với sự phát triển trong tương lai, lo lắng chính phủ Trung Quốc chưa chắc đã thực hiện lời hứa 50 năm không đổi, còn có một điểm chính là bọn họ sợ trên kinh tế bị ảnh hưởng. Chuyển trọng tâm tài sản ra nước ngoài cũng là một phương thức tránh nguy hiểm. Trương Dương nói, tôi thấy nơi đó không thể nào ổn định bằng nội địa, không được an toàn như nội địa. Kiều Mộng Viện cười nói, anh là cán bộ của đảng đương nhiên là sẽ nói vậy rồi, nhưng trong mắt thương nhân, bọn họ trước tiên sẽ nhìn xem là để tiền ở đâu thì ít nguy hiểm nhất, có thể giành được lợi ích lớn nhất, còn chế độ, khác nước, vẫn là vấn đề về sau mới tính đến. Trương Dương trong lòng ngây ra. Mơ hồ cảm thấy Kiều Mộng Viện đang nhắc nhở gì đó, nhưng lại không đoán ra được ý tứ chân chính của cô ta. Chấm. Phó thị trưởng thường vụ Giang Thành Lý Trường Vũ đặc biệt tới gặp An Đạt Văn, y tới là vì vấn đề tiếp tục khai phá núi Thanh Đài. Lúc mới gặp An Đạt Văn, Lý Trường Vũ cho rằng đây chỉ là một thằng nhóc, nhưng sau khi cuộc đàm thoại chính thức bắt đầu, Lý Trường Vũ mới ý thức được người trẻ tuổi ở trước mặt già dặn tới mức nào. An Đạt Văn mỉm cười, nói thị trưởng Lý. Vấn đề phát triển du lịch núi Thanh Đài một mực vẫn đang tiến hành, nhưng hoạt động buôn bán gần đây của An gia xảy ra vấn đề, cho nên phương diện tiền mặt hơi chậm trễ một chút. Lý Trường Vũ nói, căn cứ vào hợp đồng ký kết lúc trước của chúng ta, hiện tại đại khái có khoảng 100 triệu đô cảng tệ, đô la Hồng Kông còn chưa tới nơi. Trên thực tế vấn đề khai phá núi Thanh Đài đã rơi vào trạng thái đỉnh đốn, nếu như tình trạng này còn kéo dài, sẽ tạo thành tổn thất rất lớn, mà loại tổn thất này không chỉ là đơn phương diện mà là cho cả hai phía chúng ta. An Đạt Văn rất xảo quyệt trả lời, bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có mạo hiểm, lúc trước ông nội tôi quyết định khai phá núi Thanh Đài không hề đặt lợi nhuận lên vị trí hàng đầu. Lý Trường Vũ đã nảy sinh phản cảm với tên tiểu tử giảo hoạt này, nhưng không để lộ ra ngoài mặt, y bình tĩnh nói, An tiên sinh có thể cho chúng tôi một câu trả lời chính xác. Khoản đầu tư mà các vị đã đáp ứng muộn nhất là lúc nào sẽ vào tài khoản không?
An Đạt Văn lắc đầu, nói tôi không thể đảm bảo được. Bản hợp đồng đó tôi đã nghiên cứu tử tế rồi, số tiền cho năm đầu chúng tôi đã trả rồi, hiện tại ngạch đầu tư vào núi Thanh Đài đã vượt qua bộ phận ước định lúc trước của chúng ta, còn những hiệp nghị ngoài hợp đồng, chúng tôi không cần phải lập tức thanh toán. Những lời nói này của gã rõ ràng là không đủ lễ mạo. Lý Trường Vũ có chút không vui, nói, An tiên sinh, tôi tin rằng anh nhất định hiểu làm ăn thì phải giữ hai chữ thành tín, rất nhiều hiệp nghị bổ sung về sau đều là An lão tự tay ký. An Đạt Văn nói, thị trưởng Lý, trước khi ông làm gì cũng phải suy nghĩ tới lợi ích của cả Giang Thành, suy nghĩ tới lợi ích của người dân, mà tôi thân là chủ tịch của tập đoàn Thế Kỷ An Thái, cái mà tôi phải nghĩ đến là lợi ích của công ty, là lợi ích của toàn thể thành viên hội đồng quản trị, ông thấy có đúng không? Lý Trường Vũ nói, An tiên sinh phải chăng đang nhắc nhở tôi việc đầu tư vào núi Thanh Đài đã ảnh hưởng tới lợi ích của tập đoàn Thế Kỷ An Thái? An Đạt Văn mỉm cười, nói, không nghiêm trọng như vậy đâu, Lý thị trưởng, ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này, dẫu sao thì Xuân Dương cũng là gia hương của tôi, đầu tư vào núi Thanh Đài cũng là tâm nguyện của tôi. Lúc An Đạt Văn và Lý Trường Vũ gặp mặt, An Ngữ Thần cũng đi theo, nhưng cô ta không nói câu nào. An Đạt Văn hiện tại là chủ tịch của Thế Kỷ An Thái, gã tuy là em trai của mình, nhưng lại là người cầm lái của An gia. Ở bên ngoài, cô ta không thể nào làm ngược lại với gã được, không thể để người ta chê cười. Sau khi trải qua huyết án của An gia, khiến cô ta càng hiểu được sự quan trọng của người nhà đoàn kết với nhau, cô ta cũng khó mà quên được những lời mà ông nội trước khi mất đã dặn dò cô ta. Hai chị em đi vào xe, An Ngữ Thần mới nói, A Văn, chuyện núi Thanh Đài em rốt cuộc có tính toán gì? An Đạt Văn cười nhạt một tiếng, gã chậm rãi lấy gói thuốc ra, lấy một điếu ra châm, nhưng lại bị An Ngữ Thần đoạt lấy, trừng mắt lườm gã, nói. An Đạt Văn nói chị, tình hình của công ty không lạc quan như trong tưởng tượng của chị đâu, năm 97 sắp tới gần rồi, rất nhiều chuyện không thể xử lý giống như trước kia, chúng ta trước tiên nên suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể bình ổn quá độ, cho nên em định chuyển hướng trọng tâm của công ty ra hải ngoại. An Ngữ Thần nói, nhưng, em đừng quên. Nguyện vọng lớn nhất của ông nội lúc sinh tiền là đầu tư vào quê nhà, khai phá núi Thanh Sơn, em đã đáp ứng lão nhân gia rồi. An Đạt Văn nói, tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn, thân là người chèo lái, chúng ta không thể lúc nào cũng để tình cảm chiếm thượng phong được, phải giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. An Ngữ Thần nói, A Văn, ông nội lúc trước đã chia rõ việc làm ăn của gia tộc ra làm hai bộ phận nội địa thì giao cho chị phụ trách, em không có quyền thay đổi quyết định của lão nhân gia. An Đạt Văn nói, em là chủ tịch công ty, em phải có trách nhiệm với An gia. Chị, em sẽ không để chị bỏ tiền một cách mù quáng vào Xuân Dương đâu, ném vào chỗ trong khoảng thời gian ngắn không nhìn thấy bất kỳ sự hồi báo nào. An Ngữ Thần tức giận nói, em đừng quên, trong tay chị có cổ phần của công ty, cũng là người phụ trách sự vụ nội địa mà ông nội chỉ định, chị muốn mở cuộc họp hội đồng quản trị, công khai thảo luận chuyện đầu tư của núi Thanh Đài. An Đạt Văn nói, không những là núi Thanh Đài, thậm chí tất cả khoản đầu tư của nội địa đều phải chậm lại, thân là chủ tịch của công ty, em có quyền quyết định phương hướng đầu tư tương lai. Chấm. Chương 320, ân oán gia tộc. Kiều Mộng Yên nói, anh ta thật sự không có quyền chuyển nhượng đất, nhưng anh ta khai phá đến nửa đường, có thể chuyển nhượng lại hạng mục đang khai phá của anh ta. Còn nữa, tôi phát hiện ra rằng anh ta không vội vàng gì về việc dùng tiền, rút tiền khỏi nội địa lần này chẳng lẽ có mục đích gì khác. Thường Lăng Phong nói, Tổng Giám Đốc Kiều có phải đang nghi ngờ anh ta có thủ đoạn gì đó, lợi dụng việc này đoạt lại quyền lực của An Ngữ Thần tại nội địa. Kiều Mộng Yên gật đầu, nếu xem xét từ tất cả mọi việc, thật sự có khả năng này, An Đạt Văn mặc dù không lớn, nhưng người này rất tinh danh, rất thủ đoạn. Trương Dương nói, An Ngữ Thần không phải là người thích hợp để làm kinh doanh, An Đạt Văn là cháu đích tôn của An gia, lúc đầu khi An lão mất từng nói rằng, những việc nội địa giao cho An Ngữ Thần làm còn những việc hải ngoại thì giao cho An Đạt Văn. Thường Lăng Phong cười nói, chủ nhiệm Trương, xem ra anh hiểu không rõ về cơ cấu của doanh nghiệp gia tộc, mặc dù điểm xuất phát của An lão là tốt, nhưng trong quá trình vận hành thực tế, chưa chắc đã giống như ông ấy muốn. Người như An Đạt Văn mặc dù tôi chưa từng tiếp xúc, nhưng tôi cũng nghe nói một vài chuyện của anh ta, sau vụ án đẫm máu của An gia, có thể ổn định được trong một thời gian ngắn như vậy, đám lão thần đó rất nghe lời anh ta. Từ điểm này có thể thấy rằng, anh ta thật vui không phải là một người bình thường. An tiểu thư không hợp làm kinh doanh, tôi thật sự không hiểu tại sao An lão lại đưa sự vụ của bên nội địa cho cô ấy quản lý, có lẽ lúc Lâm Trung An lão có phần hồ đồ, vì thế, không nghĩ rằng việc làm của mình sẽ gây ra việc tranh chấp.
Kiều Mộng Yên nói, từ góc độ công bằng mà nói, An Đạt Văn là chủ tịch hội đồng của công ty, anh ta có quyền đưa ra quyết định như thế này, những việc trong nội địa cũng cần anh ta phải quản lý. Trương Dương nói, mọi người đều không hiểu An Lão, ông ấy làm như vậy, là vì ông ta đã nhìn ra người cháu mình là An Đạt Văn không có chút tình cảm nào với quê hương, vì thế mới đưa sự việc của nội địa cho An Ngữ Thần quản lý. Từ hạng mục khai phá núi Thanh Đài, An Ngữ Thần đã tham dự toàn bộ, cô ấy có tình cảm rất sâu nặng với nội địa, hơn nữa, tình cảm của cô ấy và ông nội cũng rất sâu đậm, nhất định sẽ làm theo nguyện vọng của ông, vì vậy An Lão mới đưa ra quyết định như vậy. Thường Lăng Phong nói, giờ đây nhìn lại, quyết định này không hề khôn ngoan chút nào, mà lại làm cho tình cảm chị em của họ đứng trước bờ vực thẳm. Trương Dương nói, nếu như An Đạt Văn suy nghĩ cho sự phát triển của công ty, còn chấp nhận được. Nếu như anh ta vì muốn đẩy An Ngữ Thần ra để cướp gia sản, thì tiểu tử này thật sự chẳng ra cái thá gì hết. Thường Lăng Phong nói, tôi đã từng điều tra, An Ngữ Thần chiếm 50% cổ phần trong công ty. Trương Dương nói, không nhiều mà. Thường Lăng Phong nói, là một cô gái, số lượng như vậy là không nhỏ rồi, cô ấy có quyền thừa kế bằng với con trai An gia. Còn nữa, An Lão đã để lại hai khu biệt thự của Hồng Kông cho cô ấy, có thể thấy được ông yêu cô ấy đến mức nào. Trương Dương chau mày, nói quan hệ bề ngoài của An Ngữ Thần và An Đạt Văn không tồi mà, không hiểu tại sao đột nhiên lại có chuyện này. Thường Lăng Phong cười nói, trước mặt tiền bạc và quyền lực, thứ gọi là tình cảm rất mỏng manh, trong những nhà danh gia vọng tộc, vì của cải tiền bạc mà sát phạt nhau, chuyện này không còn hiếm gặp, vụ thảm sát trước đó của An gia nói không chừng cũng có liên quan đến tiền. Kiều Mộng Yên hiểu rất rõ lời Thường Lăng Phong nói, cô thấp giọng, những việc nội bộ của An gia chúng ta không cần biết. Hạng mục quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự, anh ta muốn rút ra, tôi chấp nhận tiếp chân vào, nhưng cái giá mà An Đạt Văn đề ra tôi không đồng ý. Trương Dương cười nói, cô đến tìm tôi, mục đích là để tôi gây áp lực cho anh ta, để anh ta hạ thấp giá chuyển nhượng xuống. Kiều Mộng Yên gật đầu nói, tôi đã lật xem hợp đồng khai phá thành phố ký với anh ta lúc đầu. Trên đó không quy định rõ không được chuyển nhượng, thật là một lỗ hổng lớn, chắc chắn An Đạt Văn cũng đã nhìn ra được điểm này. Vì thế mới làm trò đó. Thường Lăng Phong đột nhiên nói, Tổng Giám Đốc Kiều tưởng rằng cô có thể lấy nó với cái giá 200 triệu. Kiều Mộng Yên nói, tôi có thể cho anh ta thêm 100 triệu, tôi đã tìm đến một số quan hệ rồi, chắc chắn trong một tuần lấy được số tiền này. Trương Dương càng hiểu đem về Kiều Mộng Yên, xem ra Kiều Mộng Yên nhu nhược thật sự rất có tài cán, một tuần mà có thể góp đủ số tiền 300 triệu, thật sự là điều không đơn giản. Trương Dương nói, được rồi. Tôi sẽ làm người xấu một lần vậy, tôi nói với An Đạt Văn, quyền khai phá quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự, không thể chuyển nhượng. An Đạt Văn không hề ngạc nhiên với cuộc điện thoại gọi đến này của Trương Dương, anh ta bình tĩnh trả lời Trương Dương, giờ đây tiền của Thế Kỷ An Thái có vài vấn đề, không thể tiếp tục đầu tư vào quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự được nữa. Nếu như chính phủ Giang Thành khăng khăng quyền khai phá không được chuyển nhượng, thì anh ta chỉ có thể kệ công trình này thành một công trình dở dang. Đến lúc đó người chịu tổn hại không chỉ là một mình anh ta. Đương nhiên Trương Dương có thể nhận ra ý uy hiếp trong câu nói của y, hắn cười lạnh lùng nói, An tiên sinh, anh đang uy hiếp tôi sao? An Đạt Văn cười nói, chủ nhiệm Trương, tôi chỉ là một cảng thương bình thường, làm sao dám uy hiếp anh chứ? Trong hợp đồng không ghi rằng tôi không có quyền chuyển nhượng, giờ đây tập đoàn tôi có vấn đề về tài chính, chúng tôi thật sự không có năng lực tiếp nhận vụ đầu tư này nữa, vì vậy tôi mới đưa ra quyết định chuyển nhượng. Đây cũng là vì suy nghĩ cho quê hương mà thôi, tránh làm chậm tốc độ khai phá quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự. Chủ nhiệm Trương, chẳng lẽ anh không cảm thấy rằng, để một tập đoàn khác có năng lực hơn tiếp nhận hạng mục này, sẽ có lợi hơn cho Giang Thành sao? Trương Dương khó chịu nói, trên hợp đồng rõ ràng đã viết rất rõ ràng, 200 triệu tiền Hồng Kông các anh đầu tư vào Giang Thành, trên thực tế, các anh chỉ đầu tư đến 170 triệu, giờ đây các người lại đưa ra cái giá chuyển nhượng 500 triệu. An tiên sinh thế mà cũng đòi được. An Đạt Văn cười nói, chủ nhiệm Trương thật sự là tận tâm tận lực với phòng chiêu thương, nếu như tôi đoán không nhầm, thì Tổng Giám Đốc Kiều đã tìm anh rồi đúng không? An Đạt Văn đoán được Kiều Yên Nhiên đã tìm đến Trương Dương qua câu nói này của Trương Dương. Trương Dương nói, việc này đồn ầm ĩ lên rồi, ai mà không biết chứ? An Đạt Văn nói, khi làm ăn, câu nói nhiều nhất là mặc cả, tôi nói ra giá, đâu có nói không cho người khác mặc cả. Chỉ là không ngờ lại làm kinh động đến chủ nhiệm Trương, ha ha. Xem ra quan hệ của chủ nhiệm Trương và Tổng Giám Đốc Kiều thật tốt. Trong lòng Trương Dương thầm chửi tên này thật là giảo quyệt, không ngờ hắn lại bị An Đạt Văn nhìn ra mục đích của mình,
Trương Dương chẳng thèm giấu giếm nữa, hắn vui vẻ cười nói, vậy anh nói xem việc này phải làm thế nào. An Đạt Văn cười nói, chủ nhiệm Trương, khi ông tôi còn sống rất thích anh, quan hệ của anh và An gia chúng tôi từ trước tới giờ đều rất tốt, anh đã ra mặt, thì nói gì tôi cũng phải trả lại anh cái tình người này. Một câu nói của anh ta làm cho Trương Dương mở cả tấm lòng, hắn đã bớt tức nhiều. An Đạt Văn nói, chủ nhiệm Trương, tiền nhà chúng tôi thật sự đã gặp phải vấn đề khó, nếu không tôi cũng không muốn từ bỏ việc đầu tư vào nội địa. Trương Dương nói, anh cũng đừng cảm thấy ngại, không sao, những người muốn đầu tư vào Giang Thành đang xếp hàng ngoài kia, anh cũng thấy rồi đấy, anh vừa muốn chuyển nhượng mà Tổng Giám Đốc Kiều đã muốn tiếp vào rồi. An Đạt Văn nói, đúng thế, trong lòng tôi cũng mừng thay cho Giang Thành. Trương Dương chẳng hơi đâu lòng vòng với tên này, y nói rằng cho hắn thể diện, nhưng đến bây giờ vẫn đang nói vòng vo, rốt cuộc thể diện của Trương Dương ta đáng bao nhiêu tiền. Trương Dương nói, việc chuyển nhượng rốt cuộc là thế nào? An Đạt Văn im lặng một lúc lâu, giống như đang suy nghĩ vậy. Sau đó hắn mới thấp giọng nói, 250 triệu tệ Hồng Kông, nếu thấp hơn cái giá này, tôi thả để công trình dở dang. Trương Dương nghe xong cũng đờ người. Hắn thật không ngờ cái thể diện này của hắn đáng giá 250 triệu, cần phải biết lúc đầu An Đạt Văn hét giá 500 triệu, mình vừa ra mặt, An Đạt Văn đã nhượng bộ xuống một nửa, điều này thật khó ngờ, cái mặt mình đáng giá quá đi chứ. Có điều Trương Đại Quan vẫn được đằng chân lân đằng đầu, cái gì đó nhỉ, tổng cộng đầu tư của các anh chỉ được 200 triệu, tôi thấy. An Đạt Văn nói, chủ nhiệm Trương, tôi đã đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất rồi, tôi nghĩ anh nên hiểu ý tôi, thấp hơn giá này. Nhất định tôi không bàn. Nói xong An Đạt Văn cụp điện thoại. Sau khi cụp điện thoại, Trương Dương cảm thấy hơi ngớ người, thật sự hắn chẳng giỏi về việc đàm phán trên thương trường gì hết, hắn tìm đến Thường Lăng Phong, nói cho anh ta việc này. Thường Lăng Phong cười nói, cũng hợp lý lắm, An gia đầu tư vào Giang Thành khoảng 200 triệu, muốn lấy lại lãi cũng là hợp lý thôi. Trương Dương nói, cái lãi này hơi cao rồi đấy, vừa nãy lúc đầu tôi còn thấy được, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Tiểu tử này đã lấy 08.000 của công trình. Thường Lăng Phong nói, chúng ta không thể tính tiền như vậy được, anh còn phải đưa cả nhân tố giảm giá trị của đồng tiền vào đó nữa, vật liệu xây dựng mấy năm nay tăng lên không ít, cũng phải tính cả nguyên nhân này vào, anh ta cũng không lấy đi được bao nhiêu. Trương Dương nói, giờ đây thì tôi đã hiểu, vô thương bất gian, quả nhiên là vô thương bất gian. Thường Lăng Phong nói, tôi tin rằng Tổng Giám Đốc Kiều sẽ đồng ý với cái giá này, có điều. Trương Dương nói, có điều gì? Thường Lăng Phong cười nói, tôi cứ cảm thấy An Đạt Văn đưa ra nhượng bộ thế này, vội vàng rút ra khỏi hạng phục quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự. Có hai khả năng, một là tình trạng kinh doanh của An gia có vấn đề, cần phải dùng tiền, còn một khả năng nữa, đó chính là anh ta muốn nuốt trọn quyền cổ phần của An Ngữ Thần. Thường Lăng Phong vừa nhắc nhở, Trương Dương đã chau chau mày, ở An gia, quan hệ của hắn và An Ngữ Thần đương nhiên là thân thiết nhất, hai người là đồ đề. An lão khi còn sống đã nhiều lần nhắc nhở hắn cần phải đối tốt với An Ngữ Thần, phải chăm sóc An Ngữ Thần, Trương Dương không thể làm ngơ bỏ mặc An Ngữ Thần bị bắt nạt được, mặc dù người bắt nạt cô ấy là chính người nhà An gia. An Ngữ Thần giờ đây cần có sự an ủi nhất, Trương Dương gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, nhưng điện thoại của cô luôn ở trạng thái tắt máy. Bầu trời cao lồng lộng, mang đậm hương vị cô tịch, An Ngữ Thần quỳ trước mộ ông, vừa đốt tiền giấy vừa rơi lệ, nhìn tấm ảnh của ông. An Ngữ Thần tưởng tượng ra nụ cười hiền từ của ông, tất cả như vừa mới xảy ra ngày hôm qua thôi, nhưng trong lòng cô hiểu rằng, giờ đây cô và ông nội đã là hai người ở hai thế giới khác, mãi mãi không thể nào gặp được. An Ngữ Thần rơi lệ nói, ông ơi, cháu nhớ ông quá. Tại sao ông không thương cháu, ông lại đi một mình như vậy, để lại cháu lẻ loi trên cõi đời này. Tiếng khóc của An Ngữ Thần đã làm lay động đến một vị đạo sĩ già bên cạnh, đó là Lý Tín Nghĩa. Lý Tín Nghĩa bình thường đều đến xem lăng mộ của An gia, nhổ nhổ cỏ, dọn dẹp gạch đá, nghe thấy có người đang khóc, nhìn kỹ ra, thì ra là cháu gái An Ngữ Thần, mặc dù Lý Tín Nghĩa là người của nhà đạo, nhưng vẫn còn duyên nợ hồng trần, ông ta luôn luôn nhớ nhung người nhà của mình, thấy vãn bối khóc lóc thương tâm như vậy, ông ta làm sao có thể làm ngơ. Lý Tín Nghĩa bước đến cạnh An Ngữ Thần, nhẹ nhàng hỏi, đây chẳng phải là An tiểu thư sao? An Ngữ Thần đang khóc rất đau thương. Lúc này có người đến bên, vội vàng lau nước mắt, đôi mắt đỏ của cô nhìn về phía người đó, cô quen Lý Tín Nghĩa, có ấn tượng rất sâu sắc với vị đạo sĩ già này, trước lúc lâm chung, ông của cô còn gọi ông ta đến nói chuyện riêng. An Ngữ Thần nói, chào đạo sĩ Lý, trong lòng không chịu nổi, lại hức lên vài tiếng.
Lý Tín Nghĩa đầy cảm thương nói, An tiểu thư, sao lại một mình lên núi thế này? Trên này rất nhiều thú dữ, nếu như gặp phải chuyện gì nguy hiểm thì không được đâu, đi. Tôi đưa cô về đạo quan của tôi nghỉ ngơi. An Ngữ Thần lắc đầu, ngồi xuống trước mặt mộ ông nói, tôi không đi đâu cả, tôi muốn ngồi đây cùng ông tôi. Lý Tín Nghĩa thấy vậy lòng cay cay, ông ta quay người đi. Một lúc sau, đạo sĩ già mang chăn và áo đến chân núi, trong tay còn có hộp cơm, bên trong là cơm rau, ông ta đến đây là để chăm sóc An Ngữ Thần, đêm hôm khuya khoát, làm sao có thể yên tâm để một tiểu nha đầu ở trong núi được. An Ngữ Thần thấy vị đạo sĩ này quan tâm đến mình như vậy, trong lòng rất cảm động, đôi mắt đột nhiên ươn ướt. Lý Tín Nghĩa bảo cô mặc áo khoác vào, rồi lai đốt một đống lửa chỗ cô ngồi, bảo An Ngữ Thần ngồi ở gió, mỉm cười nói ra thì, tôi và ông cô cũng được coi là có duyên, hôm nay tôi ngồi đây nói chuyện với cô được không? An Ngữ Thần gật đầu, Lý Tín Nghĩa đưa đồ ăn cho cô, nói, ăn cơm trước đi đã, có thực mới vực được đạo, ăn no rồi chúng ta mới có sức nói chuyện được. An Ngữ Thần ở trên núi lâu như vậy thật sự là đã hơi đói, cô không khách khí gì với Lý Tín Nghĩa, ăn hết số cơm trong hộp rất nhanh, cười nói, đạo trưởng, cơm canh ông làm thật ngon. Lý Tín Nghĩa cười ha ha nói, thế sao? Muốn ăn thì về sau thường xuyên đến chỗ tôi ăn, tôi lúc nào cũng hoan nghênh cô. An Ngữ Thần ăn xong, để hộp cơm sang một bên, hai tay ôm đầu gối trước đống lửa, cảm giác cơ thể ấm hơn rất nhiều, cô nhẹ nhàng nói, đạo sĩ à? Ông cảm thấy thế giới này cái gì là quan trọng nhất? Lý Tín Nghĩa quay người nhìn ngôi mộ của An Chí Viên, thấp giọng tình thân. Trên thế gian này tình thân là quan trọng nhất. An Ngữ Thần nói, đạo trưởng là thế ngoại cao nhân, đã cắt đứt duyên nợ hồng trần từ lâu, sao lại cho rằng tình thân là quan trọng nhất? Lý Tín Nghĩa nói, tôi theo đạo hoàn toàn là do cuộc sống đưa đẩy cả, khi tôi còn thơ dại, cha tôi mất, tôi và mẹ trốn ra ngoài, bom rơi đạn lạc, những năm tháng ấy. Cô nhi quả mẫu không thể sống nổi ở cái đất này, mẹ tôi không lâu sau lâm bệnh mà chết, một mình tôi không ai nương tựa, chạy đến Tử Hà Quan, chủ trì thu nhận tôi vốn không muốn làm đạo sĩ, chỉ là có thể kiếm được miếng cơm ăn. An Ngữ Thần gật đầu, thời đại đã tạo ra nhiều chuyện như vậy, cụ tôi là thổ phỉ, thật ra cụ cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo mà thôi. Lý Tín Nghĩa nói, An tiểu thư đột nhiên chạy đến đây, có phải gặp phải chuyện gì không vui rồi không? Có muốn nói cho tôi hay không? An Ngữ Thần nói, tôi và em trai đã nảy sinh mâu thuẫn. Lý Tín Nghĩa ngạc nhiên ồ một tiếng. An Ngữ Thần cũng không hiểu tại sao, khi gặp được vị đạo trưởng già này trong lòng cô cảm thấy vô cùng thân thiết, nói hết tất cả những điều trong lòng những ngày vừa rồi ra. Lý Tín Nghĩa vừa nghe vừa gật đầu, lão đạo sĩ không hiểu là việc kinh doanh gì, ông ta nói, thật sự có chuyện như vậy sao? Trước khi ông cô mất đi đã có ý nguyện là đầu tư vào Giang Thành, khai phá núi Thanh Sơn. Tiểu tử này tại sao lại làm trái với ý nguyện của ông cô được, đây chính là bất hiếu. An Ngữ Thần lúc đó vẫn nói cho An Đạt Văn, An Văn có lẽ không phải là người như vậy, nó chỉ là suy nghĩ nhiều về góc độ kinh doanh mà thôi. Lý Tín Nghĩa nói, vậy cũng không thể vì kinh doanh mà lại vứt tình thân sang một bên được, chẳng lẽ lại không coi người ông đã mất của mình ra gì ư? Tiền chẳng lẽ lại quan trọng đến thế sao? An Ngữ Thần nói, tôi không muốn phát sinh mâu thuẫn gì với nó. Tôi không muốn An gia lại một lần nữa có sự rạn nứt. Cô Dương Dương nhìn Lý Tín Nghĩa nói, đạo trưởng, tôi phải làm thế nào đây? Lý Tín Nghĩa nói, không cần phải nghĩ ngợi nhiều, trước khi ông của cô chết, ông đã từng nói rằng đầu tư trong nội địa thuộc vào quyền của cô, vậy thì cô hãy mạnh dạn nắm lấy nó, tiểu tử đó lấy tư cách gì nhúng tay vào phạm vi phụ trách của cô cơ chứ? Những điều nên nhường thì nhường, những điều không nên nhường thì quyết không nhường, cô đã từng nghĩ rằng, ông của cô lúc đầu tại sao lại phân chuyện kinh doanh thành hai phần, nhất định sợ rằng về sau sự đầu tư vào nội địa sẽ nảy sinh sự thay đổi, cô không cần phải để ý đến anh ta. An Ngữ Thần nhìn đám lửa đang cháy bập bùng, ánh mắt dần trở nên kiên định. Lễ ký kết chuyển nhượng quyền khai phá quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự được cử hành tại phòng hội nghị số 1 của chính phủ thành phố, sau khi ký xong hợp đồng, cũng có nghĩa là Kiều Mộng Yên đã tiếp nhận hoàn toàn hạng mục khai phá quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự. Kiều Mộng Yên cũng khá hài lòng với cái giá do An Đạt Văn đề ra, cô không hề có sự do dự nào, cô có năng lực lấy về hạng mục này, và cô càng chú trọng vào tương lai của quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự. Tất cả những quan hệ khắp nơi trên đất Giang Thành, Kiều Mộng Yên đều có thể giải quyết rất dễ dàng, với thành phố Giang Thành, việc này không có bất cứ ảnh hưởng nào, dù là Kiều Mộng Yên khai phá, hay là An Đạt Văn khai phá, chỉ cần quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự có thể thuận lợi tiến hành khai phá, thì không có sự khác biệt nào giữa hai người này.
Lễ ký hợp đồng lần này đã thu hút không ít phóng viên của các báo, về phía thành phố Giang Thành, Phó Thị trưởng Nghiêm Tân Kiến cũng đã tham gia vào lễ ký hợp đồng, vốn là do Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ đến tham dự, nhưng Lý Trường Vũ không thích An Đạt Văn, nên không thèm nể mặt anh ta. Trương Dương vốn không muốn đến, nhưng Nghiêm Tân Kiến đã đến rồi, hắn dù gì cũng phải đi theo cho có tí tình nghĩa, đến khi Trương Dương tới nơi phát hiện ra An Nữ Thần không có mặt ở đó, hắn rất lo lắng. Từ hôm qua đến bây giờ hắn đã gọi điện không biết bao nhiêu lần cho An Nữ Thần, nhưng không ai nghe máy cả, không biết rằng nha đầu này đang làm chuyện gì đây. An Đạt Văn rất nhàn nhã, y đã quen thuộc với những cảnh như thế này, trong nội địa người ta coi trọng hình thức, một cái nghi lễ ký hợp đồng đơn giản, cũng có thể làm kinh động đến cả lãnh đạo chính phủ thành phố. Sau khi Nghiêm Tân Kiến trình bày một hồi, nghi lễ ký hợp đồng chính thức bắt đầu, An Đạt Văn mỉm cười cầm bút lên, lúc này đèn nhấp nháy không thôi. Các phóng viên tranh giành nhau chụp được thời khắc quan trọng nhất của buổi lễ. Cánh cửa phòng hội nghị đột ngột bị đẩy tung ra, một âm thanh kiên định mà phẫn nộ vang lên, tôi không đồng ý chuyển nhượng. Tất cả mọi người đều ngớ người, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía cửa, An Ngữ Thần mặc chiếc áo màu đen, cặp mắt hơi sưng đỏ, ánh mắt cô kiên định mạnh mẽ, đi từng bước vào bàn chủ tịch. Kiều Mộng Yên chưa ký xong tên của mình, đặt bút xuống, sự mẫn cảm của cô cho thấy rằng việc này có gì đó không đúng. An Đạt Văn mỉm cười nhìn chị họ mình, trong nụ cười lạnh như băng. An Ngữ Thần đến trước mặt An Đạt Văn, bình tĩnh nói, A Văn, khi còn sống ông đã đưa toàn bộ việc kinh doanh của nội địa cho tôi phụ trách, cậu không có quyền chuyển nhượng hạng mục khai phá quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự. An Đạt Văn lạnh lùng cười nói, chị à, đừng dở trò trẻ con như vậy nữa, đây là đang nói chuyện làm ăn, đang nghĩ cho công ty đó, chị cứ xuống trước đi, về sau em sẽ giải thích với chị. Y cầm cây bút muốn ký tên mình vào, nhưng lại bị An Ngữ Thần giật lấy hợp đồng. An Ngữ Thần nói, tôi đã thông báo với tất cả chủ tịch của công ty rồi, yêu cầu mở cuộc họp chủ tịch, còn chuyện có chuyển nhượng hay không, cần phải để cuộc họp quyết định. An Đạt Văn thở dài nói, chị à, chẳng lẽ chị không biết chủ tịch hội đồng của Thế Kỷ An Thái là em sao? Trước khi em đến Giang Thành, công ty đã mở cuộc họp hội đồng rồi, tất cả mọi người tham dự cuộc họp đều đã quyết định chuyển nhượng quyền khai phá quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự. Có cần em phải nói lại với chị không? An Ngữ Thần vành mắt đã đỏ, A Văn, chẳng lẽ cậu không nhớ rằng, đầu tư vào Giang Thành là ý nguyện của ông ư? An Đạt Văn nói, làm ăn là làm ăn, là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, tôi bắt buộc phải có trách nhiệm với tất cả các chủ tịch. Vì vậy, mời chị rời khỏi đây. An Ngữ Thần lắc đầu nguầy nguậy, sự tuyệt tình của An Đạt Văn làm cô như đứt từng khúc ruột, cô nghiêm nghị đáp, tôi không cho phép, sau đó... Cô xé nát tờ hợp đồng trước mặt mọi người, tung lên không trung, hóa thành muôn vàn cánh bướm nhỏ rơi bên người cô. An Đạt Văn tức giận, y hét lên, chị đang làm loạn ở đây, chị có thể nhìn nhận bên nặng bên nhẹ không chứ? Việc làm ăn và tình cảm có thể ở cùng nhau được sao? Chị có nghĩ cho hình tượng của công ty không? An Ngữ Thần tức đến độ mặt trắng bệnh, cô nghiêm giọng, A Văn, cậu làm tôi quá thất vọng, tôi sẽ không để cho cậu lấn lướt đâu. An Đạt Văn nói lớn, tôi mới là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, chị nghe cho rõ. Ông giao An ra cho tôi, không phải là cho chị, cũng không phải là để cho chị phá hoại nó. Tôi đã chịu đủ sự kiêu ngạo của mình rồi, nếu như chị còn dám làm bậy như thế nữa, tôi sẽ gạt chị ra khỏi công ty. An Ngữ Thần thật sự không thể ngờ được, người được cô xem như em ruột lại tuyệt tình như vậy, cô cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Hai chân nhũn ra, cả thân người đổ rạp xuống đất. Hội trường náo loạn, các phóng viên rất hứng thú với chuyện này, ai nấy đều bấm máy ảnh thanh tách. Sự ngất đi đột ngột của An Ngữ Thần, làm cho tình thế đã thay đổi, Trương Dương xông đến như tên bắn, hắn hiểu rõ tình trạng sức khỏe của An Ngữ Thần, thấy cô kích động như vậy, hắn đã ngờ ngợ những điều không tốt sẽ xảy ra, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn lại được. An Đạt Văn nhìn thấy An Ngữ Thần ngất trên mặt đất, cũng nở người, rồi chạy lên, chị. Trương Dương đẩy y ra, nói, tên khốn. An Đạt Văn tức giận nhìn Trương Dương, tốt nhất là anh chú ý một chút. Tất cả mọi người đều đờ đẫn, sau một vài giây im lặng, tiếng bấm máy chụp ảnh lại vang lên không ngừng. Trương Dương tức giận nói, mẹ kiếp, mày là cái thứ gì cơ chứ? Cho mày thể diện mày lại không cần thể diện, tao cứ mắng đấy làm sao? Nếu như tiểu yêu có mệnh hệ gì, tao sẽ không tha cho mày đâu. An Đạt Văn bình tĩnh nói, cô ta vốn đã có bệnh. Sống chết liên quan gì đến tôi? Anh là cái quái gì thế? Đến đây làm càn à? Những người xem xung quanh cũng lắc đầu, trong lòng nói An Đạt Văn thật sự quá lạnh lùng,
người ngất dưới đất kia dù gì cũng là chị họ của anh ta, mà anh ta lại nói được những lời tuyệt tình như vậy. Trương Dương đã tức từ lâu, giờ nghe những lời này của An Đạt Văn, hắn không kìm được giận nữa, giơ tay tát vào mặt y một nhát, cái tát này rất vang, làm cho không khí ồn ào trong quảng trường đều lắng hẳn xuống. Tất cả mọi người đều đờ đẫn, sau một vài giây im lặng, tiếng bấm máy chụp ảnh lại vang lên không ngừng. Trên gương mặt thanh tú của An Đạt Văn hiện rõ năm nốt ngón tay, hắn vừa tức vừa xấu hổ, hét lên một tiếng xông về phía Trương Dương, dựa vào sức lúc của y không thể nào đối chọi được với Trương Đại Quan. Trương Dương dùng một tay nắm lấy cánh tay y, rồi lại giơ tay ra một đòn, đánh gục An Đạt Văn về đằng sau, may mà có người đỡ lấy y. Trong hội trường lại bắt đầu náo loạn. Phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến nói lớn, tách hai người họ ra, mau. Trương Dương ôm An Ngữ Thần đến phòng nghỉ bên cạnh, bên đó đã có người gọi 120, Kiều Mộng Yên cùng đi vào đó, thấy Trương Dương lo lắng cho An Ngữ Thần đến vậy, đã đoán ra quan hệ giữa hai người bọn họ không chỉ là quan hệ sư đồ như lời tuyên truyền ở bên ngoài. Trương Dương quay người nhìn Kiều Mộng Yên, thấp giọng nói, đóng cửa vào. Đừng để cho bất cứ ai vào đây. Kiều Mộng Yên thở dài, rồi đóng cửa như lời hắn nói. Trương Dương bảo Kiều Mộng Yên giúp đỡ vực An Ngữ Thần ngồi trên tấm thảm, rồi hắn ngồi vào đằng sau lưng cô ấy, hai tay ấn lên vai của An Ngữ Thần, nội lực của hắn không ngừng truyền sang An Ngữ Thần. Trương Dương rất nhanh đã tìm thấy nguyên nhân An Ngữ Thần ngất đi, đó là vì cô ấy quá kích động, dẫn đến khí lực trong cơ thể phân tán, vì vậy mới tạo thành tình hình này. Phương pháp điều trị chính là dùng chân khí của hắn đưa nguồn khí đi sai của An Ngữ Thần vào đúng vị trí, nếu như đối mặt với một người kinh mạch bình thường. Trương Dương tất nhiên không cần phải phí quá nhiều sức lực, nhưng hắn phải đối mặt với An Ngữ Thần, kinh mạch của cô ấy vốn đã hỗn loạn. Năm ngoái khi xảy ra nguy hiểm, Trương Dương đã lợi dụng nội lực của mình để lập thành một con đường dẫn tuần hoàn tạm thời với cô ấy, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Kiều Mộng Yên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dương cứu người, lần trước thời Duy bị chết đuối, Trương Dương đã sử dụng phương pháp này để cứu sống, có điều lúc đó hắn đã cởi sạch quần áo của thời Duy. Hôm nay lại không cởi quần áo của An Ngữ Thần, Kiều Mộng Yên đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tên này không phải lúc đó đã cố tình cởi quần áo của thời Duy đấy chứ. Cùng với việc nội lực của Trương Dương đi vào trong cơ thể, mặt An Ngữ Thần đã hồi phục lại chút huyết sắc, cô dần dần mở đôi mắt, nghe thấy tiếng nói trầm ấm của Trương Dương, đừng nói gì cả, cần phải để cho tấm lòng thật thanh tịnh. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Kiều Mộng Yên bước qua chỗ đó, nghe thấy bên ngoài nói, chúng tôi là người cứu hộ của 120, mau mở cửa. Kiều Mộng Yên nhìn thấy Trương Dương đang vận nội công cứu người, mở cánh cửa hé ra một kẽ hở nói, cô ấy không sao nữa rồi, chúng tôi không cần phải vào đây nữa. Ngay lập tức lại vang lên âm thanh quan tâm của Nghiêm Tân Kiến, Tổng Giám Đốc Kiều, An Tiểu Thư không sao chứ. Nghiêm Tân Kiến lách người qua đám đông. Kiều Mộng Yên cười nói, đã tỉnh lại rồi, cô ấy không muốn người ngoài vào làm phiền, để cô ấy nghỉ ngơi một lúc, tôi ở bên cạnh cô ấy, mọi người yên tâm. 10 phút sau, hai bàn tay Trương Dương rời khỏi đằng sau lưng An Ngữ Thần, hắn thở phào một tiếng, trên mặt và trên người đã đầy mồ hôi. An Ngữ Thần quay người lại, nhìn bộ mặt mệt mỏi của Trương Dương, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, trong lúc cô cần sự quan tâm nhất, vẫn là Trương Dương xuất hiện đầu tiên bên cạnh cô. Trương Dương cười nói, tiểu yêu, cơ thể của cô càng ngày càng yếu rồi đấy, về sau đừng nói với ai là đồ đệ của tôi, thế tôi mất mặt lắm đấy. An Ngữ Thần bị hắn nói vây, sự không vui trong lòng đã giảm đi rất nhiều, cười nói, anh tưởng tôi muốn làm đồ đệ của anh à. Đây là anh nói đấy nhé, về sau tôi gọi anh là Trương Dương, tiểu thư Kiều, cô làm chứng giúp tôi, từ giờ trở đi chúng tôi cắt đứt quan hệ thầy trò. Kiều Mộng Yên cười. Lễ ký kết hợp đồng chuyển nhượng hôm nay chớp mắt trở thành một mớ bong bong, với cô ấy là một sự tiếc nuối, nhưng sự xuất hiện đột ngột của An Ngữ Thần làm cho chuyện này trở nên rất khó hiểu. Kiều Mộng Yên cũng muốn làm rõ chuyện này, là một người đứng ngoài, cô đã tận mắt chứng kiến tất cả quá trình của sự việc này, cô không muốn tham dự vào mâu thuẫn nội bộ của An gia, điều đó chẳng có quan hệ gì đối với cô ấy, còn Trương Dương thì không giống vậy, hắn kiên quyết đứng về phía An Ngữ Thần. Trước mặt tất cả mọi người, Trương Dương đã đánh An Đạt Văn. Kiều Mộng Yên ý thức được rằng Trương Dương đã gây ra phiền phức lớn, nếu như Trương Dương chỉ là một người bình thường thì việc này chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng hôm nay Trương Dương đã đại diện cho phòng chiêu thương Giang Thành, hắn là phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành, còn An Đạt Văn cũng không phải là người bình thường, người ta là thương nhân đầu tư vào Giang Thành. Vừa nãy có lãnh đạo thành phố ở đó, lại còn có nhiều phóng viên như vậy, Trương Dương lại đánh An Đạt Văn một cái tát thật kêu,
nhiều nhân chứng vật chứng như vậy, nếu như An Đạt Văn không truy cứu còn đỡ, nếu như An Đạt Văn truy cứu chuyện này, thì đúng là một phiền phức lớn. Trương Dương chẳng nghĩ nhiều đến vậy, vừa nãy hắn đánh An Đạt Văn chỉ là sự tức giận nhất thời, quan hệ của hắn và An gia, nói trắng ra chính là với An Lão và An Ngữ Thần, giờ đây An Lão đã qua đời, hắn cũng chỉ có quan hệ mật thiết nhất với An Ngữ Thần, thấy An Đạt Văn làm cho An Ngữ Thần tức đến độ ngất đi, Trương Dương làm sao có thể chịu đựng được. Người làm sư phụ làm sao có thể trơ mắt nhìn đồ đệ của mình bị bắt nạt. Sự phát triển của sự việc còn nghiêm trọng hơn dự liệu của Kiều Mộng Yên, An Đạt Văn sau khi bị đánh, phản ứng của Giang Thành cũng được coi là kịp thời. Phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến đã ám thị mời phóng viên ra ngoài, rồi gọi An Đạt Văn sang một bên nghỉ ngơi, còn mời bác sĩ đến kiểm tra cho An Đạt Văn nữa. An Đạt Văn dùng tay bóp lấy mũi, y bị Trương Dương đấm ngay vào giữa mũi, vẫn đang không ngừng chảy máu. Vốn bàn tay trắng của y giờ đã nhuộm thành màu đỏ. Phó thị trưởng Nghiêm khuyên bảo, hay là đi đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. An Đạt Văn lắc đầu, thị trưởng Nghiêm, tôi không sao, chỉ là tôi rất thất vọng, rất đau lòng, chí phủ Giang Thành các ông lại đối xử với những thương nhân đầu tư như vậy sao? Nghiêm Tân Kiến cứng họng không nói được gì, trong lòng thầm chửi tên khốn Trương Dương, tiểu tử này red eye, đây không phải là lần đầu tiên Nghiêm Tân Kiến nhìn thấy, nhưng lần này tính chất sự việc rất nghiêm trọng. Hắn lại còn dám đánh người trước mặt tất cả mọi người, ở đó còn có rất nhiều phóng viên nữa, hơn nữa đang trong vòng công tác, không cần nghĩ, lần này Trương Dương lại thành công trong việc làm xấu hình tượng của mình, đừng nói là Giang Thành, chỉ sợ rằng cả Bình Hải đều đã biết đến hắn ta rồi. Chủ nhiệm phòng chiêu thương tát vào mặt thương nhân đầu tư, người ta mời cũng không mời được, ai nấy đều cung phụng người đến đầu tư như ông như bà vậy, tiểu tử nhà anh thật là to gan. Nghiêm Tân Kiến lẩm bẩm trong miệng. Nhưng ngoài mặt lại giải thích dùm Trương Dương, An tiên sinh, anh và Trương Dương đã là bạn cũ lâu năm rồi. An Đạt Văn nói lạnh lùng, tôi và anh ta không phải là bạn cũ gì hết, thậm chí còn chẳng phải là bạn, thị trưởng Nghiêm, tôi ở Giang Thành này, ngay cả điều cơ bản nhất là an toàn tính mạng cho bản thân còn không được đảm bảo, ông bảo làm sao những cảng thương như tôi đặt lòng tin vào việc đầu tư với Giang Thành được chứ. Trong lòng Nghiêm Tân Kiến thầm thở dài, ông ta cũng chẳng có ấn tượng gì tốt với tên tiểu tử họ An này. An Đạt Văn không phải đến để đầu tư, lần này anh ta đã rút ra khỏi những người đầu tư, suýt nữa thì ký hợp đồng chuyển nhượng với Kiều Mộng Yên rồi, ai mà biết được rằng An Ngữ Thần lại xuất hiện bất thình lình, những mâu thuẫn nội bộ của An gia để tự họ đi giải quyết, ai ngờ Trương Dương lại xông vào làm loạn, vốn chuyện này thế nào cũng không liên can gì đến chính phủ thành phố Giang Thành, lần này thì hay rồi. Cái tát của Trương Dương đã làm cho chính phủ Giang Thành loạn như cào cào. Nghiêm Tân Kiến nói, An tiên sinh. Anh yên tâm, thành phố nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc anh ta, để anh ta nhận ra lỗi lầm của mình, bắt anh ta phải xin lỗi anh. An Đạt Văn lắc đầu, bịt miệng đứng dậy nói, thị trưởng Nghiêm, việc này tôi sẽ không bỏ qua đâu, tôi sẽ đưa việc bị đánh ở Giang Thành lên cơ quan có thẩm quyền, còn Trương Dương, hãy để anh ta đợi sự trừng trị của pháp luật. Y đi mấy bước, rồi lại dừng bước quay đầu lại nói, còn nữa, vì an toàn tính mạng của tôi bị uy hiếp cực độ, tôi quyết định. Tập đoàn Thế Kỷ An Thái sẽ ngừng tất cả sự đầu tư vào Giang Thành. Việc Trương Dương đánh An Đạt Văn công khai đã truyền đi rất nhanh đến tai bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã, phó thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ, phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiếm đều ở trong phòng làm việc của ông ta. Việc này có ảnh hưởng rất lớn, không lâu sau nữa, sẽ đồn đi khắp Giang Thành, đồn đi khắp Bình Hải. Nghiêm Tân Kiến đi mời Lý Trường Vũ, Lý Trường Vũ vốn định đi tìm Tả Viên Triều, nhưng thị trưởng Tả Viên Triều đã đi đến phong dịch để thị sát rồi. Nên ông ta nghĩ việc này có tìm Tả Viên Triều cũng không dễ dàng giải quyết. Bèn trực tiếp báo cáo lên cho bí thư thị ủy Đỗ Thiên Giã, ai cũng biết quan hệ của Đỗ Thiên Giã và Trương Dương, việc này bắt buộc phải có thái độ của đại ca ở Giang Thành. Đỗ Thiên Giã nghe nói Trương Dương đánh cảng thương, ngay lập tức giận đùng đùng nói, tên khốn này sao toàn gây phiền phức cho tôi thế. Ông ta trừng mắt với Nghiêm Tân Kiến, ông làm cái gì thế? Lúc đó ông có mặt ở đó đúng không? Tại sao lại không khống chế được cục diện? Sao lại làm cho sự việc đi đến độ thế này? Nghiêm Tân Kiến trong lòng rất ấm ức, việc này liên quan gì đến tôi kia chứ? Thân thủ đó của Trương Dương, nói ra tay là ra tay, tôi rất muốn cản lại, nhưng tôi có cản được không? Nhưng ông ta cũng hiểu Đỗ Thiên Giã chẳng phải vô cớ nói câu đó, nghĩ đi nghĩ lại, rồi thở dài một hơi, mẹ kiếp, đây là đang san trách nhiệm sang cho tôi đây mà, Đỗ Thiên Giã quả nhiên không phải hạng thường, quan hệ của ông ta và Trương Dương như chân với tay. Không để ý đến tiểu tiết sự việc, đẩy một phần trách nhiệm đi đã, Nghiêm Tân Kiến thầm kêu khổ, vẫn là Lý Trường Vũ thông minh, ký cái hợp đồng chuyển nhượng thôi mà,
có gì hay ho đâu mà mình phải đi xem chứ, lần này thì xong rồi, chẳng được cái tiếng thơm gì. Mà lại còn bị liên lụy nữa, bí thư Đỗ đã ký tội cho ông ta, là lãnh đạo cao nhất lúc đó tại hiện trường, không khống chế tốt cục diện, lại để mâu thuẫn tự phát triển, Nghiêm Tân Kiến muốn khóc mà không ra nước mắt, lần này mình không chạy nổi rồi. Lý Trường Vũ nói, bí thư Đỗ, việc này tôi thấy không đơn giản đến vậy. Đỗ Thiên Giã cùng với việc thời gian ngồi trên chức bí thư thị ủy càng lâu, ông ta đã biết cách khống chế cảm xúc của mình, vừa rồi còn nổi trận lôi đình, mà giờ đã bình tĩnh lại, ông ta ngồi trên ghế, điềm đạm gật đầu nói ra tôi nghe xem. Lý Trường Vũ nói, người như An Đạt Văn mặc dù trẻ tuổi, nhưng rất có tâm kế, là một thương nhân điển hình, tôi không thích, cách sống của anh ta không thể nào bì được với An Lão, và cũng rất khác biệt so với An Tiểu Thư, chỉ nói về việc khai phá du lịch núi Thanh Sơn. Việc An Lão khi còn sống đã đồng ý, đã ký xong hợp đồng, mà đến phiên anh ta lại lật đổ. Lần này anh ta đến Giang Thành vốn không phải vì để đầu tư, tôi dám đảm bảo rằng, trước khi đến Giang Thành, tiểu tử này đã tính toán xong xuôi, muốn rút ra khỏi quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự. Nghiêm Tân Kiến nói, tôi cũng nhìn ra điều đó, dù là Trương Dương có đánh anh ta hay không anh ta cũng đã dự tính xong dừng sự đầu tư tại Giang Thành này. Đỗ Thiên Giã nói là nói vậy. Nhưng vốn lý lẽ nằm trong tay chúng ta, giờ bị một cái tát của Trương Dương, làm cho mất hết lý lẽ rồi, giờ đây người ta đang nắm lý trong tay, ra vẻ nói rằng không được đối xử công bằng ở Giang Thành chúng ta, lại còn không được bảo đảm về an toàn tính mạng nữa chứ, việc này các anh nói nên làm thế nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 320.